Giống như là probiotic, với lại giống như là mấy mấy cái bên em thì gọi là multivitamin, nếu biết bên đó gọi là gì. Nhưng mà những người mà thường là mất kinh đó, là hết kinh rồi á, thì họ hay hay giống như lâu lâu tự nhiên người mình nó nóng lên thầy, nóng cùng bực giống như là bị hật lửa lên nha, xong tự nhiên nó giảm xuống xong rồi hết xong rồi. Thì không biết là chưa chưa nghe thầy nói về vấn đề đó, thì em có ba câu hỏi vậy. Em dạ xin cảm ơn thầy và xin nhờ thầy giải thích giùm cho em ạ. Rồi, câu hỏi đầu tiên là phương pháp xông với lại cạo gió. Thì thật ra là hồi trước đây mình vẫn có làm, mình vẫn có gọi là mình tự làm thôi chứ không cũng không có hướng dẫn gì hết. Thì đối với một số người ăn mặn á, thì vẫn khuyến khích xông, ăn mặn mà mồ hôi nè, muối nhiều nè, rồi thận đồ này nọ nè, rồi trong mạch máu của mình á nó chứa muối nhiều, mình dễ bị cứng cơ cứng khớp thì vẫn khuyến khích xông. Nhưng mà xong phải biết cách xong, đó là xong phải bổ sung nước. Trước khi xong, đang xong và sau xong phải bổ sung nước. Rồi xong, sau khi mà xong xong rồi đó thì phải ở trong cái chỗ xong đó đó khoảng 1 tiếng, tắt hết lò bếp đi cho thông gió chút xíu thôi, khoảng 1 tiếng, để cho cơ thể của mình nó hạ nhiệt xuống rồi nó quen nhiệt độ từ 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 từ, rồi đi ra khỏi đó thì kiêng gió, mặc áo khoác vô kiêng gió. Rồi cái đó là xong. Còn đối với cạo gió thì mình không có lấy cái đồng xu để mình cạo, mình không có lấy đồng xu mình cạo. Thì nếu mà cạo gió mình vẫn có một số cái công cụ á, cạo gió mà hiện tại rất là phổ biến ở nước ngoài, người ta kêu là chải cơ á, mấy cái cây mà inox á, người ta làm cái người ta cạo á, cái đó cũng là cạo gió. Ở trong quýt mình thì có hai phương pháp, một phương pháp là của cơ xương khớp, dùng để hỗ trợ trực tiếp cho trên mặt là cho các thần kinh số 7 nè, rồi nâng cơ lên là theo cái trạng trường phái là của cơ xương khớp. Còn một cái trạng trường phái thứ hai cũng là cạo gió luôn, đó là mình đưa mỹ phẩm lên để mình dùng cái phương pháp đó để mình nâng cơ lên. Thì trong quýt mình đang có hai phương pháp đó. Thì dịch ra của tiếng nước ngoài, tiếng Trung Quốc dịch qua là cạo gió, nhưng mà tên gốc của nó là hoa sa. Qua xa rồi dùng, có chị có thấy người ta hay dùng mấy cái miếng ngọc để người ta kéo căng da mặt lên không, ngọc thạch anh rồi đó, đó là cạo gió đó, nhưng mà người ta Vậy không làm trên lưng thôi. thôi chúng Chào ta mình thầy, chào lấy cả tình nhà. cảm. Đó là cạo gió đó, nhưng mà Chào người thầy, ta không chào làm cả trên nhà. lưng gì, tại vì có một thời gian á, có nói chung là xã hội không ủng hộ, bởi vì làm cái đó rồi làm xong cái nó đỏ rồi nó cái thứ, người ta sợ làm vỡ mạch máu rồi đó, mấy người không biết, người ta làm mạnh quá không có theo đường cơ á, cái nó rách cơ rồi nó ê ẩm mình mẩy, cho nên người ta cũng không ủng hộ. Cho nên mình làm trên mặt thôi, mình làm nhẹ nhàng trên mặt, mình đi trên cơ trên da thôi, mình không có tác động sâu vô trong. Địa chỉ Tâm Y Dung Thành Thái thì Tâm Y Dung thì hiện tại có 2 chi nhánh là ở Thành Thái quận 10 với lại ở Trương Quốc Dung Phú Nhuận. Thì ai gần chi nhánh nào thì cũng có thể ghé thăm quan, gặp gỡ các thầy cô ở đây. Rồi, câu hỏi thứ hai là câu hỏi về multivitamin. Câu hỏi về mãn kinh. Mãn kinh. Thì estrogen á, là một cái hormone nó quan trọng trong cái quá trình kiểm soát sự giải phóng của canxi. Khi mà qua cái giai đoạn mãn kinh rồi, estrogen nó tụt xuống sâu á, nó làm cho canxi này mình không có được giữ lại, canxi nó quá đơn giản để giải phóng ra máu rồi đi ra ngoài, thất thoát ra ngoài, cho nên mình bổ sung canxi là do lý do đó. Bổ sung vitamin khoáng chất là do lý do là do estrogen tụt xuống. Nó là một chuỗi phản ứng mà estrogen tụt xuống là cái nguyên nhân. Rồi cái câu hỏi thứ ba là về multivitamin, thì mình cứ uống thôi, mình uống thì mình ưu tiên tạo máu trước, dinh dưỡng tạo máu trước, uống gì cũng được hết. Thì Phước hình dung multivitamin nó giống như là một cái nhà nghỉ gì đó, một cái khách sạn nhỏ vậy, cái gì cũng có hết, nhưng mà mỗi thứ Đúng chút 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 chút, ví dụ như người ta có 20 phòng thì có 2-3 cái bàn ủi, ví dụ vậy thôi, rồi. 2-3 cái bàn ủi, rồi muốn xin thêm mền gối thì cũng dư 2-3 bộ vậy thôi.
Còn đối với lại những cái khách sạn lớn 3 sao, 4 sao, thì ví dụ giống như khách sạn đó chuyên về môn đánh golf thì trong đó đi kiếm bơi lội không có. Đúng Còn cái rồi. khách sạn nào mà chuyên về bơi lội thì không có cái sân cho môn khác. Đó ví dụ. Thì đó là các loại vitamin đơn lẻ, đơn chất. Thì chị tham khảo tùy cái nhu cầu của chị thôi. Em hỏi thêm còn cái gì mà em quên nè, cái gì mà cái lửa này xong bỏ vô cái ly vô quạt quạt xong ấn lên lên rồi Cái đó là giác hơi. giác. Dạ đúng rồi, giác thôi. Cái đó có tốt không thầy? Thì tốt, vẫn làm y chang như xong thôi, À, dạ y chang như xong thôi, mỗi lần mà giác xong là nó đỏ đỏ đúng rồi. bầm tím luôn, nhưng mà giác xong thì thấy khỏe thầy, nên không biết là cái đó là cái dân gian của mình nó có hại gì không, cho dù là mình cảm thấy tốt nhưng mà không biết là cái nó có hại gì không. Thì nếu mà dưỡng đúng á, là sau khi là lấy cái những cái nhóm đó là phương nhóm phương pháp lấy hàn khí hàn ra khỏi cơ thể, thì sau khi làm cái đó xong là mình phải giữ ấm liền thì nó không có, nó tốt cho sức khỏe. Nó chỉ có hại là khi mình lấy ra rồi cái mình không có giữ ấm á, tại vì những cái thao tác đó là lỗ chân lông nó nở ra, Đúng rồi. lỗ chân lông nở ra cho nên giữ ấm liền thì nó không sao hết, còn không giữ ấm gió nó thổi qua cái là nó mới bất ổn thôi chứ cái gì. Cảm ơn thầy. Em xin tắt mic nha. Dạ, biết ơn chị. Một ngày đi ngoài là sáng và đầu giờ chiều vẫn bình thường. Dạ. Cái mà phân thì chắc phải đợi tới học phần về tiêu hóa thì coi coi có trong cái học phần đó khái niệm tốt hay không tốt thì cả nhà sẽ hiểu sau, chứ còn khái niệm mà đi một ngày mấy lần đó, nó không đại diện cho hệ tiêu hóa tốt. Không đi mới có, không đi mới là vấn đề, chứ còn cũng có người đi ít có người đi nhiều. Dạ. Mình cũng tới giờ rồi đó. Cái Phước xin phép mời cả nhà mình chặt thả một chàng pháo tim để mời thầy Vũ lên lớp trong buổi chiều ngày hôm nay ha. Chị Tuyên có gì giao lưu muốn giao lưu thêm á, thì có giao lưu thêm với thầy. Dạ, biết ơn chị, biết ơn cả nhà. Dạ, Phước xin phép mời thầy ạ. Bây giờ thầy Phước. À, em biết ơn thầy Phước. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy Biết Phước. ơn thầy Phước. Dạ, chào cả nhà. Biết ơn cả nhà. Cảm ơn thầy Biết Phước. ơn thầy Em Phước đã chào giao lưu đầu thầy buổi. Vũ ạ. Dạ, thầy Và Vũ xin về nhà. chào thầy Vũ và chào cả nhà. Dạ, biết ơn cả thầy nhà. Phước. Dạ. Chào thầy Vũ và cả nhà. Dạ, chào cả nhà. Và cả nhà. Dạ. Em xin phép mời chị Tuyên ạ. Dạ, chào cả nhà bên khung chat ạ. Dạ. Dạ, em xin kính chào thầy ạ và em chào cả nhà. Em xin phép được giơ tay để đặt một câu hỏi. Em đang có thắc mắc về một cái sản phẩm em thử dùng á, tại vì em mới được một một cô giới thiệu cho em một cái sản phẩm dinh dưỡng mà làm sạch cái mạch máu á, là em cũng có đi có một cái hình thức mà sử dụng máy, sau đó là soi thì nhận biết được là nhận dạng cái mạch máu của mình nó có sạch hay không á, thì sau đó là em có được giới thiệu là dùng thử một cái gói thảo dược đó, thì khi uống vào á là bắt đầu nó có cái phản ứng của cơ thể là ngứa ngứa hết tất cả các cái ngứa hết tất cả các vùng mặt rồi vùng tai và ngứa hết tất cả các cơ thể, thì em được được nghe hướng dẫn là nó giúp nó phản ứng ngứa ở ở trên cái bộ phận nào á, thì sẽ có những cái biểu hiện tương ứng là cái bộ phận đó thì gặp vấn đề. Thì em cũng cũng cô bạn của em thì cũng đã dùng dùng rồi á, và em mới được nghe, em mới thử soi và sau đó là em cũng thử một một cái gói đi giống như cô, thì em cũng đang đang không biết là nó như thế nào, và em xin phép được
thầy cho thêm những cái chỉ điểm để em có cái thêm cái kiến thức để em thêm về cái phần sử dụng cái sản phẩm cho sức khỏe của mình ạ. Em biết ơn thầy. Câu trả lời có trời mới biết. Thứ nhất là em không biết chị đang đối đó lại có gì. Dạ. Ở trong nó có thành phần gì em cũng không biết. Dạ. Hàm lượng nó sao em cũng không biết luôn. Rồi cái phương pháp đó sao em cũng chả biết luôn. Thì chị hỏi mong luôn gì là em bó tay. Nhưng cơ bản gì nè, cái mạch máu nó được làm sạch hay không á, thì mình lưu ý cái mạch máu nó sạch hay không. Cái trọng điểm cơ bản nhất á, nếu tính tới hiện tại nha, nếu tính chỉ khoảng 5 buổi chúng ta giao lưu với nhau, thì để mạch máu được làm sạch, cái đầu tiên là cái đầu vào mình đưa vào cơ thể của mình á, nó phải chất lượng và nó tương đối sạch thì mạch máu của mình nó sạch, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, công năng đào thải của cơ thể mình á, mà nó tốt thì mạch máu nó sạch. Bởi vì chúng ta đều biết đào thải được từ tế bào đi ra nó là cũng đều thông qua mạch máu. Dùng cái này không, mình sẽ là những gì mình ăn. Nếu mình ăn đồ tốt thì rõ ràng trong lòng mạch đó đa phần nó sẽ là những thứ tốt. Còn nếu mình ăn nó là những thứ chưa tốt thì trong lòng mạch có khả năng sẽ có những cái không tốt đó. Nên việc mà chúng ta kiểm soát đầu vào và công năng đào thải của mình. À, về công năng đào thải thì nếu như mình có dùng nước tốt này, mình vận động tốt, thì có phải việc vận mạch nó sẽ tốt hơn không? Thì có phải mạch máu ta sẽ ổn hơn không? Rồi, cái thứ ba, nếu nói về yếu tố liên quan tới dinh dưỡng học, dinh dưỡng học thì có ba nhóm, có ba loại dinh dưỡng nó có thể tham gia vào cái quá trình làm sạch mạch máu đó. Còn nếu tính kỹ thì mới có khoảng 4-5 loại lần, nhưng thường ta sẽ ưu tiên. Cái thứ nhất, như hôm qua chúng ta có giao lưu, đó chính là omega 3, là loại thứ nhất. Nó sẽ ưu tiên làm cho giảm thiểu những cái cholesterol xấu trong máu. Vậy thì cholesterol xấu trong máu được giảm thiểu thì phải chăng mạch máu đã tương đối sạch chưa? Ít nhất thì cũng đã có một loại nó được thuyên giảm. Cái thứ ba, cái thứ hai đó chính là vitamin C, vitamin C đó. Vitamin C hôm nay mình nói tới nè, thì vai trò chính của nó, vai trò chính của nó đó chính là chống oxy hóa, chống cái gốc tự do trong môi trường nước. Mà trong lòng mạch của mình, hơn trong mạch máu á, trong máu thì chúng ta được giao lưu hôm trước là khoảng khoảng 80% trong máu đó là nước. Nếu con số chính xác ước lượng thì nó khoảng 83 đó. Thì trong đó là nước, nên nếu vitamin C được tăng cường một hàm lượng phù hợp hàng ngày thì gốc tự do trong môi trường nước nó sẽ giảm, thì lòng mạch nó cũng đã tương đối sạch. Cái thứ ba đó chính là vitamin E, vitamin E mình đó. Thì nó sẽ là chống gốc tự do trong môi trường chất béo. Cho nên có vitamin E thì nó cũng giúp cho lòng mạch nó sạch. Và C và E mà kết hợp còn gọi là nữ hoàng cho sắc đẹp, nó làm cho đẹp da nữa. Rồi, nếu có một loại để hỗ trợ cho lòng mạch tốt nữa, đó chính là chất xơ. Mà đó chính là chất xơ không, chất xơ tan. Chất xơ không tan thì nó lại tốt cho cái đường đại tràng, cho hệ tiêu hóa. Xơ không tan nó sẽ bổ trợ thêm, nhưng trong yếu tố sức khỏe nó tham gia kiểm soát đường huyết và cholesterol. Cho nên giống như cái xơ không tan, cái chổi nó quét trong trong đại tràng, còn cái chất xơ tan nó quét trong mạch máu. Rồi, một chất đặc biệt nếu đủ ứng dụng trong yếu tố sức khỏe, vitamin E thì giảm gốc tự do trong chất béo, trong môi trường béo. Dạ. Rồi, một cái chất đặc biệt đó chính là oxy. Oxy, lượng oxy phù hợp, giống như có một số phương pháp đặc biệt người ta sẽ cho cái oxygen vào trong một cái gói thực phẩm. Cái gói đó có hàm lượng oxy lớn mà đi vào trong lòng mạch đó, nó làm cho sự vận mạch tăng trưởng, và biểu hiện đó là cơ thể sẽ nóng lên. Ở một số nơi vận mạch nó có thể phát sinh ra một số biểu hiện phản ứng histamine vân vân, hoặc đơn thuần không có vấn đề.
thì nó sẽ đỏ ửng lên và nó sẽ sinh ra một số cái mẩn ngứa ở vùng, ở những vùng mà mạch máu nó chưa được thông suốt. Và ở trong công nghệ thì có những cái máy người ta sẽ máy nén oxy để giúp cho hấp thu oxy trực tiếp qua da, không qua cái máy nén mà làm trẻ hóa cơ thể. À, thì cái gói chị uống như chị nói, có thể cái gói đó cái hàm lượng oxy trong đó nó cao, nó tích hợp trong đó nó có. Còn gì nữa thì em không biết, tại em không biết thành phần của gói đó. Nên dạ, em biết đó anh thầy. Câu hỏi của em không rõ ràng nhưng mà thầy cho em biết tất cả những cái thông tin mà em rất là cần để em có thể lựa chọn cho mình một cái sản chị. Phẩm phù hợp. Dạ, em biết ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn chị. Nhưng nhớ vận động nha. Nước và vận động là yếu tố cơ bản. À, xin chào tất cả các bác nha. Dạ. Dạ. Em cũng xin phép em lên đây đủ ra. Dạ. À, là trước đây á. À, đấy đủ rồi. Con lấy đồng hồ nha. Em rất là em bị táo bón cũng rất là nhiều năm rồi. Và từ hôm mà em thực hiện, từ hôm mà học khóa sức khỏe của thầy á, và em thực hiện cái chế độ thay đổi cái lối sống á, sinh hoạt cũng như là vận động á, và uống nước rồi ăn uống, ăn chậm nhai kỹ, và em vận dụng được cái đó thì em ngày nào em cũng có thể đi rất là đều đặn, và em cảm thấy cuộc sống nó rất là tuyệt vời khi mà mình đào thải được ra bên ngoài, và em có vận động để ra mồ hôi, tập các cái bài nhún gót chân hay là bài xoay hông giữ trục và bài vỗ thông kinh lạc á. Thì từ hôm đó là em rất là đều đặn tập buổi sáng và lúc rảnh thì tập, và trước khi đi ngủ em tập, thì em cảm thấy giấc ngủ của mình tốt hơn. Và cái sinh hoạt và cái tinh thần cũng như là cái chuyển đổi tâm thái nó dễ dàng hơn và thấy rất là hiệu quả. Dạ, em xin chia sẻ thêm như vậy. Em biết ơn thầy và cả nhà. Dạ, cảm ơn chị lắm lắm. Đến một ngày mình sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được đi nhẹ nhàng. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, em mời chị Marianne Phạm. Dạ, cảm ơn thầy đã gọi. Cảm ơn cả nhà. Tại vì em ở Mỹ lâu cho nên em có nhiều cái thầy nói em không hiểu. Dạ. cái vitamin gì mà gọi cái gì magie là cái gì thầy? Là magnesium á hả? À, giống là magnesium đó, trong cái thành phần thực phẩm chức năng ghi là magnesium đó. Giống như canxi, ghi là canxi-sium. À, mà nghe cái abbreviation của nó là M với MG phải không thầy? Đúng MG đó. Đúng. Dạ, tiếng Việt em cũng không biết nói. Em à, không biết đánh bằng. MG. Dạ. MG. Dạ dạ. Dạ em, dạ, em biết ơn thầy lắm. Dạ tại vì có nhiều theo em thì có nhiều em hiểu hết, nhưng mà có nhiều cái em không hiểu là thầy muốn nói cái gì á, cho nên là, dạ. Là em chỉ hơi vậy. Với lại em nghe, tại vì nãy em có nói là cái giờ học á, thì là bên em là đã 12 giờ đêm. Cho nên bữa nay em có câu hỏi em ráng thức, còn không là em chỉ ngủ rồi. Mai em nghe lại thôi. Dạ, biết em có nghe lại ngày trước thì em có nghe thầy nói về vấn đề kinh nguyệt này nọ đó thầy. À, dạ, thì theo từ khi mà vô cái tổ chức quýt á, thì em biết cái nguyên lý ánh sáng á. Cho nên là với lại trân trọng biết ơn á, thì cho nên là từ lúc vô vậy á thì em thấy em thay đổi rất nhiều. Nhiều khi bất cứ những cái gì mà không vừa ý á thì em không bao giờ nghĩ tới cái negative nữa, mà em nghĩ ồ, trong trường hợp này nguyên lý ánh sáng mình sẽ làm gì, và mình cái lòng trân trọng biết ơn mình sẽ biết ơn gì. Thì giống như cái cơ thể mà em thấy từ ngày vô quýt em tập xoay hông đổi cái gì đó, xoay hông giữ chụp dạ sorry, với lại squat đó của cô Thanh Nhàn á, thì em thấy khỏe hơn nhiều lắm. Rồi ngày nào cũng đi được, nên mỗi lần đi được á, mỗi lần mà đi thầy nói bên đó là gì đại tiện gì đó, thì mỗi lần em đi á, lại bây giờ em đi đều lắm, ngày nào cũng khó, còn hồi xưa không biết thì nó không có đều.
Thì mỗi lần đi được như vậy thì em hay cảm ơn lắm. Em cảm ơn nó ha. cảm ơn đại trà như bên em thì nó yeah, cảm ơn GI system, hoặc là em cảm ơn cái body của mình á, cảm ơn là ngày hôm nay em đi được á, và đi rất là nhẹ nhàng và đều đặn, cho nên là cái tổ chức WIT á rất là hay, là mình biết mình càng có lòng cảm ơn á thì mình được nhiều, giống như là cái người mà trân trọng thì được cái gì nhiều á cô với thầy, là cách nào không trân trọng thì mới sở hữu. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ, em có nghe cô Lan nói nhiều lắm nhưng mà cái gì cũng quên. Dạ. Dạ. Cái phần em xin hỏi thầy, bên dân gian á, là hồi nãy em có hỏi cái thầy trước đó, em quên tên. Thầy Phước. Là mình, dạ mình giác đó thầy, mình giác hơi. Rồi giác hơi, rồi cạo gió. Dạ. Rồi xong thì những cái đó là dân gian, mà em thấy là giống như là mỗi lần mà thấy giống như người mình nó ế oải mệt mỏi, sau một cái tự nhiên tỉnh liền này nó khỏe, hoặc là cạo gió hay là giác hơi, tự nhiên người mình nó khỏe lên liền. Mà trong lúc hồi xưa em đi học á, thì mà mấy đứa mà học chung á, nội chú á thầy, mấy đứa Mỹ á, nó nhậu xong rồi nó ói mửa rồi nó nhức đồng luôn hết, xong rồi em mấy cái chị Việt Nam kia đẻ ra cạo gió. Không bị phạt là không thưa là cạo gió xong nó tỉnh thầy. Nó tưởng nó ngồi dậy, wow, what are you guys doing? Nó nói chứ, tụi bay làm cái gì mà sao tự nhiên tao cảm thấy khỏe quá, chứ bình thường mỗi lần nhậu xỉn về là nằm cả mấy ngày trời không đi học luôn. Mà thấy nó xỉn quá, rồi nó mệt quá, nó đè nó ra cảm gió. Bây giờ nó mừng lắm, mỗi lần mà nó nhức đầu hay gì, nó cứ kêu hê hê tụi bay. Nó bên này nó gọi là coin đến thầy, tại mình xài tiền á. Dạ, nên là, bây giờ nó mừng lắm, nó nói, ta học tụi bay hay nha, chỉ cho ta chắc coining rồi. Với lại bên Mỹ này bắt đầu họ thịnh hành cái giác đó thầy. Tại vì Michael Phelps á, cái người mà bơi lội trên Olympic gì đó. Tụi em gọi là Michael Phelps. Thì trước khi mà anh chàng nó xuống bơi á, là anh chàng nó giác đó thầy. Trong cái phần hội á, họ có chiếu cái lưng của anh chàng đó là giác, và anh chàng đã nói là mỗi lần giác như vậy á, xuống bơi rất là khỏe, cái cơ thể cái cơ rất là khỏe và nó được giãn, nó relax. Thì em không hiểu là cái dân gian đó là nó thì biết làm mình là cái tốt của nó rồi, nhưng mà nó có cái hại gì không thầy? Giống như là mình bị bầm tím như vậy á, rồi giống như lỡ như người ta nói là bị mạch máu nó bể hay những chỗ đó thì nó có hại gì không thầy? Dạ, tất cả các phương pháp dùng đúng đều tốt, dùng trật đều hại, chứ không phải chỉ có giác hơi không, cái gì lạm dụng nó cũng không có tốt, mà nó phải đúng trong thời điểm và bối cảnh. Thì mình thấy là trước đây mình chưa có tiếp cận với Tây Y, thì những phương pháp dân gian đó mình vẫn xài từ hàng trăm năm nay rồi. Thì chỉ lưu ý thôi, bởi vì cái phương pháp đó là cái phương pháp mà người ta giúp đỡ, một là người ta lấy hàn khí ra nè. Hai là làm cho thư giãn gân cơ của cái vùng họ tác động lên. Mà dễ thấy nhất đó chính là lấy hàn khí. Nó có nhiều kỹ thuật lắm. Có người thì ta sẽ giác hơi vào, cái ta giữ nguyên vị trí, đợi cái ửng đỏ lên xong ta gỡ ra. Có người thì ta sẽ cho lotion hay tinh dầu vào, cái ta giác dính xong, người ta dùng cái giác hơi ta kéo lên kéo xuống, thay cho cái động tác massage. Thay cho động tác massage luôn. Nó thư giãn luôn được đó. Nó nhiều kỹ thuật giác lắm, chứ không phải chỉ đơn thuần là ịnh lên thôi. Thì lưu ý của các phương pháp đó, đó chính là quá trình làm á, thì tránh tiếp xúc với máy lạnh. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là đụng người quạt máy. Và mới làm xong thì hạn chế xuống nước, tại lỗ chân lông đang nở. Nên là quá trình đó tối thiểu cũng khoảng nửa tiếng rồi mở quạt hay là máy lạnh hay xuống nước. An tâm hơn thì một tiếng đồng hồ. Nên thường trong giác hơi hay gì đó, chúng ta sẽ có lời khuyên là 30 đến 60 phút hạn chế ra gió. Đó là lời khuyên. Còn nếu ai đã đi giác hơi dạo nằm ngoài đường á,
thì sau khi lét chát hơi làm xong người ta sẽ xoa dầu nóng lên. Yeah. Bởi vì không có thời gian nằm ỉ đó thì cả tiếng hồ. Yeah. Nên người ta sẽ xoa dầu nóng vô để giữ yeah. ấm lại cho cái người đó. Được, hoặc là người ta sẽ lấy khăn ta, người ta sau khi gỡ xong ta mới lấy khăn ta trải lên để giữ ấm một chút rồi ta về. À, còn muốn nhanh là ta sẽ xoa dầu. Nhưng mà tốt nhất thì phương pháp đó nên làm ở phòng kín. Dạ. Dạ. Cho em hỏi thêm một câu nữa thầy. Vấn đề estrogen với lại vấn đề kinh á, thì hồi nãy em có hỏi thầy á, thầy kia là quên tên đó rồi. Là khi mà những cái khi mình hết kinh rồi thầy, yeah. thì bên Mỹ nó gọi là hot flash, có thầy, có nghĩa là tự nhiên vậy, mồ hôi nó đổ rồi nó nóng như điên vậy, xong nó hết, xong rồi cái nửa đêm đang ngủ á, rồi nó giống như là bị tắm mưa vậy, ướt hết luôn, xong rồi tự nhiên nó hết. Thì em cũng bổ sung là nói chung là calcium nè, vitamin D, rồi có probiotic, rồi có B complex, rồi em có bổ sung thêm folic acid. Nhưng mà tại vì em đi thử máu á thầy, bên Mỹ này nó bắt buộc là mỗi năm phải đi cái gì đó khám gì đó, khám tổng quát. Dạ thì nó thử hết, nó thử máu, nó thử đủ thứ hết. Thì yeah. chỉ có bên này ăn đồ béo quá cho nên là ai bị cholesterol. Thì yeah. thì còn những cái chất sắt chất gì của em là bình thường, everything normal. Thì em không có uống thêm sắt, tại uống sắt nó làm cho mình bị táo bón á thầy, cho nên em không muốn uống. Nóng quá. Nhưng mà em chỉ hỏi thầy là em đã bổ sung như vậy rồi mà sao vẫn nó cứ nổi, nó cứ lâu lâu nó đổ mồ hôi đó này nọ này, là thì có thể theo như nguyên lý ánh sáng thì có cách nào để mà tốt hơn không thầy? có nghĩa là mình chịu đựng được, không phải chịu đựng nhưng mà chấp nhận yeah. với lại có cái cách nào để cho mình nó giống như là nó bớt uống thật, có cái vitamin gì để mà có thể hỗ trợ những cái symptom đó không thầy? Dạ, cảm ơn chị. Nó là biểu hiện bình thường của giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Dạ. Mà trong y học còn gọi là bốc hỏa. Dạ. Dạ, thì các anh chị cứ nhớ đơn giản là cứ nóng là nhớ tới nước trước giùm em. Dạ. Nóng là nhớ tới nước, cứ nóng là nhớ tới nước. Được chưa? Nóng là cứ nhớ tới nước. Nên nước là cái ưu tiên hàng đầu. Đó. Nước là cái ưu tiên hàng đầu. Rồi. Bước tiếp theo là mình mới hỗ trợ nội tiết lại. Bởi vì bước sang giai đoạn đó thì cơ chế nội tiết của mình đó, nó bị ảnh hưởng, nó bị rối loạn đi chút. À, và cái cơ chế thời điểm đó đó, cái quá trình hủy xương nó tăng trưởng lên. Rồi một số yếu tố sức khỏe nó cũng sẽ loạn chút xíu. Nó gọi là cơ chế sinh lý thôi, chứ không phải là bệnh lý. Là sinh lý chứ không phải bệnh lý. Nên cái mình cần là điều chỉnh cái sinh lý của mình, chứ không phải đi điều trị bệnh lý. Hình dung ý này không? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Vậy thì giây phút đó nước là cái đầu tiên, giấc ngủ là cái thứ hai, tinh thần là cái thứ ba, vận động là cái thứ tư. Rồi sau đó, chiều sâu bên trong chị mới bồi bổ cái lá gan là cái trọng điểm. Khi lá gan nó bình ổn lại chút thì cái bốc hỏa đó nó sẽ giảm bớt đi. Sau đó mình hỗ trợ thêm một số các dinh dưỡng bổ trợ vào. Cái thứ nhất là đa vitamin và khoáng chất. Đa vitamin và khoáng chất. Thứ hai đó chính là vitamin E. Vitamin E. Đúng rồi. Vitamin E. E là không biết E là gì. Dạ. E, dạ. Dạ. Vitamin E. Đó. Dạ. Rồi vitamin C. Rồi B-complex, chất đạm, rồi khoáng chất sắt, protein, protein, đúng rồi, protein là từ thịt ra này nọ hả thầy? Dạ, chị giai đoạn này chị nên chọn cái nguồn từ thực vật đó, nó sẽ tốt cho chị. Là rau quả. Đúng rồi, các loại hạt, rau quả, nó có chiết xuất từ đó, nó sẽ dễ hấp thu hơn. Sự chuyển hóa nó sẽ cao hơn và nó giảm tải áp lực cho gan. Rồi
thêm có điều kiện thì vẫn thêm vô khoáng chất sắt bình thường, nhưng chọn nguồn thực phẩm bổ sung á, thì nó sẽ hạn chế cái việc nóng bức và bón. Dạ rồi, thêm điều kiện có tí nữa thì mình có thể thêm vào nội tiết tố nữ cũng được cho nó bình ổn lại. Dạng nội tiết nó có một dạng chuyên cho tiền mãn kinh và mãn kinh. À, thì mình rà soát lại coi bên Mỹ nó có cái loại đó không. Dạ. Nó tên gì thầy? À, nhiều hãng lắm, mình hỏi cái công dụng á thì người ta mới cho, còn hỏi tên gì thì thua. Tại mỗi hãng cái tên Thì mà. bên nó có thầy ơi, hay là nhiều À, khi nó tên gì em không biết. nhân mạch của chị là ai hỏi rồi có không, còn không có hỏi ban tổ chức, em gửi cho cái hình Có, đó nhân mạch tham của khảo. em là làm nail thầy. Dạ Không có bao, với lại ở bên Mỹ luôn, không có buôn bán gì hết á. dạ bên Mỹ nên là thiên đường của thực phẩm chức năng mà. Nhưng mà tại mà không biết tên đó thôi, không biết cái tên Dạ tiếng Anh là gì, nếu mà biết tên thì có thể đi tìm được. Có nãy thầy nói em có thiếu một cái là vitamin E em chưa có nè, dạ với như cái bên này nó bán protein powder thầy, dạ nó có được 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 không? được À mình uống cái đó được luôn, thay vì mình dạ của thực vật thì mình lấy bay cái protein. dạ Ok. powder cái protein đó thì nó sẽ đủ đầy hơn, trong đó có axit amin thiết yếu á, nó sẽ tốt hơn cho mình. Yeah. Ok. Yeah. Có ní nào mention Etuvan. Etuvan nó chỉ là một cái giống như là đậu đậu hũ đậu nành. Yeah, Một đậu hũ loại đậu. thực vật thì nó sẽ không đủ nha, nếu muốn dùng protein từ thực vật á là phải dùng đa đa dạng thì nó mới đủ, còn một loại nó sẽ không đủ axit amin thiết yếu. Là tới Yeah, học phần này mình nói nè, chuẩn bị tới nè, dạ. chị cũng Dạ dạ thầy. rảnh. Chắc phải thích để nghe. À, dạ Dạ, bên đó ta cho bước hỏi một sang cái thông nữa giờ. là tắm, để cho em thêm À một là tắm thầy bên bên đó thì cứ nói là phải tắm trước 6 giờ chiều, nhưng dạ mà em không biết tại vì bên Mỹ thì nhà nó kín đó thầy, nó không phải nó không có gió ra gió vô gì hết đó. Với lại bên này mình cũng không có, tại vì lúc nào nó cũng có cái máy điều hòa, cho nên là không biết là có phải vì tắm trước 6 giờ bên Việt Nam là sợ gió sợ gì không. Nhưng mà bên Mỹ thì em không không thấy cái trường hợp bị gió bị gì hết á, cho nên là thì cũng cố gắng tắm, nhưng mà việc làm của em nhiều khi có lúc 6 giờ chiều mới ra, có lúc thì 7 giờ chiều mới ra, cho nên lúc về á, là thì thầy nói phải tắm đúng dạ rồi cái gì đó hít hơi rồi nín thở rồi cái gì đó dạ. Nhưng mà bên Mỹ này tắm xong thì sấy tóc liền đó thầy, sấy Dạ tóc liền tốt chị, dạ, sấy tắm xong sấy sấy liền cái liền là bên tốt chị, dạ sấy liền thấy chân có nghĩa. tóc. Nhưng mà vẫn vẫn cố gắng tắm trước thay thầy tắm mà không gội đầu thì có được không, tại vì tóc dài nhiều khi đâu có ngày nào cũng gội, tại vì bên này nó không có dơ nữa thầy, Dạ nhảy ra hơi rồi đi vô rồi, bên này nó không có bụi như bên Việt Nam, cho nên là hai hai ngày mới gội, cho nên là dạ nếu không gội đầu nhưng mà mình vẫn tắm được không thầy, nhưng mà tắm nó ban đêm có được không thầy, tắm tối dạ thì như mình đã nói đó, tốt nhất á tắm là đúng á. tắm đúng giờ đúng cách, còn nếu Dạ do tính chất công việc này kia mình không có thu xếp được thuận lợi thì ít nhất là còn phải tắm đúng cách. dạ Dạ còn gội đầu thì mình thấy đầu của mình mà mình muốn chừng nào gội thì mình gội, nhưng đừng để dơ quá thôi. dạ Dạ thì thông thường ta sẽ là 2 đến 3 ngày gọi một lần, tại dạ nhưng mà do mỗi quốc gia vùng miền nó khác, bụi dạ bẩn tính chất công việc nữa, cho nên có người ta ngày ngày nào ta cũng gọi. đúng rồi. À, thì nếu mình tính ngày nào cũng gọi thì mình cũng chọn cái dầu gội phù hợp, bởi vì nó cũng có những dầu gội là mỗi ngày đều gọi, có những dầu gội là ta khuyến nghị 2 3 ngày gọi một lần, nó tùy cái hãng đó, đó. Với lại tùy cái mức độ ở sạch của mình nữa, mình thích sạch sẽ mình tính này kia mình chịu đựng được thì cứ làm bình thường đấy, nhưng mà đừng để lâu quá. Dạ đúng, Dạ nhưng mà vẫn còn khuyên là nên càng sớm càng tốt. dạ rồi sau đó thì nếu có gội đầu thì cũng nhớ là đúng quy trình, đừng gội trước Dạ đúng rồi, giờ dạ mà không có làm, gọi. dạ cho thân nhiệt cơ thể nó ổn hết rồi hãy gội, rồi sau đó Dạ tắm bình thường thì vẫn gội trước ta, nhưng mà trước khi gội nhớ phát nước cơ thể cho nó tiếp xúc với nước để thân nhiệt nó bình ổn đã rồi làm. dạ em nhớ câu thầy nói là nhà em theo đạo tắm cho từ dưới chân tắm lên đó thôi. Dạ Ok
cách hậu dạ khi có con. Dạ có nghe cái đó đúng đó thầy. Vô bệnh viện đó dạ, tại đơn giản là ở bệnh viện thì hộ lý ta tắm là cái xói đầu xói xuống đó. Xói đầu xuống. Tắm biết luôn nghe bao nhiêu đứa trẻ rồi có vấn đề gì đâu, nhưng tại thấy mình xót con rồi mình thấy tắm gì nó không có tốt lắm cho giai đoạn đó. Dạ, nên kéo léo mình vô mình chỉ thì không được, can thiệp cũng không xong. Dạ. Nhưng mà tôn giáo thì người ta không cử. Dạ. Cái kéo léo vô gặp ở nhắc dạ. Nhẹ biết chị giúp đỡ em cái nhà em theo đạo tắm từ chân lên, chị tắm con em theo giúp em cái rồi sống có gì đâu. Dạ. Anh em không? Dạ. Dạ thầy rất là khéo, nhưng mà từ đó mà cũng đỡ thầy, nhờ từ biết cái kiến thức đó giờ là không có đi ra tiệm gội đầu nữa, thường mấy bạn hay đi ra tiệm gội đầu. Dạ, cứ gọi dạ, bình thường thì không sao hết. Cứ gọi bình thường đầu, ra tiệm thì nó gội đầu trước thầy đó đâu. Mình xin thao nước mình ngâm chân. Ngâm chân trước rồi mới gọi. Đúng rồi, ngâm chân xong gọi chứ có gì đâu. Tốt dạ, hả? Dạ. Có nghĩa là mình làm ấm cái chân trước rồi mình rồi đúng. Gội đầu. Dạ. Chứ không phải là ok, dạ em hiểu rồi. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn thầy nhiều, cảm ơn cả nhà. Dạ. Lâu lâu cứ đi thư giãn như thế. Thỉnh thoảng dạ, em cũng đi mà. Dạ. Dạ. Em chở vợ cuối tuần cái em chở vợ em đi gọi đầu, cái em giờ em ké luôn gọi luôn. Có nghĩa là phải xin ngâm chân trước. Dạ. Dạ. Còn không ngâm chân được thì về thì mình cứ gì, mình cứ sấy ấm ra thôi chứ không gì, cũng đừng quá cứng nhắc quá, linh hoạt dạ, chút. Dạ. Thỉnh thoảng dạ, đi đâu có gì đâu, về sấy ấm ra thôi. Dạ, dạ. Okay. Dạ. Cảm ơn thầy nhiều. Dạ. Cảm ơn thầy. Làm thường biết xuyên ơn, thì mình mới sợ dạ, chứ thỉnh thoảng đi lỡ không sao. Dạ rất biết ơn của thầy. Dạ, dạ. Thoải mái chứ. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Hỏa trị liệu là một phương pháp lấy hàn khí. Dạ. Nhìn kỹ chút nha. Dạ. Cái chuyện cháy. Dạ. Ừ. Ta sẽ trùm lên, hỏa trị liệu là nằm lên giường. Cái ta lấy cái khăn người ta trùm lên, cái thảm cái mền á, cái chăn ta trùm lên, cái ta đổ cồn lên, cái ta châm lửa. Thì thường là các vị trí nhức mỏi đau nhất người ta châm lên, rồi dùng cái nhiệt đó để người ta ủ. À, rồi sau đó người ta thư giãn lại cho bệnh nhân hoặc là cho người được chăm sóc. Rồi trong quá trình tắm á thì đều được ưu tiên nên tắm á. À, thông thường nước tắm tại nhà nên tắm nước lạnh. Còn nếu có tắm nước nóng á thì nhớ trước khi ra xối là ít nước lạnh chút để cho nó quen. Dạ. Em mời chị Thu Phương. Vâng ạ, em chào thầy, em chào cả nhà, em biết ơn thầy đã gọi em ạ. Hôm nay em có một cái câu hỏi liên quan đến sử dụng những cái thực phẩm thuốc hỗ, không biết là gọi thực phẩm chức năng ấy, hỗ trợ, tức là em theo em tìm hiểu ấy, thì là ngoài 35 tuổi ấy, thì là phụ nữ là bắt đầu lão hóa rồi à, thì là em có uống cái sản phẩm có cái thành phần là glutathione ấy thầy. Glutathione. Vâng, để uống thì hàng ngày em uống một viên cùng với một cốc nước chanh ấy, thì là em dùng thì em cũng thấy khỏe hơn mà da thì cũng sáng hơn, thì em thấy là cái sản phẩm này có cái công dụng ấy thì là hỗ trợ gan tốt này, rồi là sáng da, chống lão hóa đấy, thì em muốn hỏi là em dùng lâu dài như vậy ấy, tức là ngày nào cũng phải dùng một viên và đến tận cuối đời luôn nếu mà mình muốn đẹp ấy, thì là mình dùng lâu dài như thế thì là mình thì nó có ảnh hưởng gì đến các cái cơ quan ở bên trong của thầy, và dài đấy thì đến cái giai đoạn mà mình tiền mãn kinh ấy, thì năm nay em 40 tuổi ấy, thì là đến giai đoạn tiền mãn kinh thì không, thì nó có hỗ trợ để cho cái giai mình dùng trước mà, thì đến cái giai đoạn đấy thì nó có nhẹ nhàng hơn không ạ? Vậy em có một câu hỏi thứ hai, đó là về bổ sung canxi cho cái lứa tuổi của em này này, tầm 35 đến 40 ấy, thì là em được tư vấn là ngoài canxi dùng canxi hữu cơ thì tốt hơn vô cơ, thì nó mát hơn, và uống canxi thì kèm với glucosamine ạ. Thì em được tư vấn bảo là dùng như thế thì là nó hỗ trợ thêm về khớp ấy. Uống kết hợp canxi và glucosamine ấy, thì là, và em cũng dùng định kỳ khoảng 2-3 tháng em lại dùng một đợt ấy. Thì em muốn hỏi thầy là em những cái thông tin mà em tìm hiểu như vậy có đúng không, và sử dụng lâu dài có sao không của thầy? Dạ.
Cảm ơn chị. À, hôm nay mình nói đó. Thầy bảo là cũng buổi sau học về phân biệt giữa thuốc và thực phẩm chức năng và các thực phẩm. Thì mình nói hết thực phẩm xong mình phân biệt chứ. Mình chưa có khái niệm nguồn thực phẩm sao mình phân biệt được với thuốc. Rồi sau đó mình mới phân biệt thực phẩm chức năng là cái gì. Rồi chị sẽ biết được là những cái đó dùng hoài có sao không. Dạ, chuẩn bị vô đó chị. Còn các anh chị còn lại nếu có hỏi liên quan tới thực phẩm uống gì nữa thì khỏi hỏi hạ tay xuống hết. Mình vô nội dung luôn đó. Dạ. Em hỏi trước có gì đi ra thầy. Dạ. Rồi, dùng với dân dinh dưỡng á, có điều kiện nha, thì mình dùng theo khuyến nghị trên hộp á, là dùng đến hết đời, không ảnh hưởng, tốt chứ không gì. Đó là liều cho người khỏe chứ không phải liều cho người bệnh. Còn dùng trước mà tới cái thời kỳ tiền mãn kinh nó có nhẹ nhàng hơn không thì không trả lời được. Tương lai sao biết. Nhưng mình muốn cho cơ thể của mình tới giai đoạn nó nhẹ nhàng này kia là có sự chuẩn bị. Thì một trong những sự chuẩn bị đó, đó nó là hỗ trợ dinh dưỡng phù hợp cho nội tiết tố, cho sức khỏe tổng quát. Bởi vì nhẹ nhàng hay không nó còn liên quan tới yếu tố của tâm lý đó. Dạ. Cái sản phẩm vitamin E, với C và em thấy bảo có về nội tiết nữa. Dùng đều không sao nếu đó là thực phẩm. Nếu đó là thực phẩm. Còn thuốc á, thì mới dùng theo khuyến nghị. Tại vì cả nhà chưa có khái niệm được dinh dưỡng là gì, thực phẩm chức năng là gì, thuốc là gì. Miễn cái thấy viên viên là tưởng thuốc à, cho nên không có dám dùng lâu dài. À, giống như dinh dưỡng thì cá nhân em với gia đình em dùng tới giờ là bước sang năm thứ 16 rồi. Còn con em là dùng từ lúc trong bụng mẹ tới giờ là hơn 10 năm rồi. Bé nhỏ của em. Còn bạn thứ hai á, là dùng từ trong bụng mẹ thì tới năm nay là 5 tuổi rồi. Vẫn dùng hàng ngày tới giờ. Nào, và dùng đến hết đợt. Nó phụ thuộc vào túi tiền. Dạ. Giống như em nè. Đó. Đây là hộp dinh dưỡng của em. Đi đâu có thể quên, nhưng cái này là không quên. Một ngày em dùng khoảng 10 loại dinh dưỡng bổ sung. Rồi. Được hả chị Phương? Chút xíu những câu hỏi đó em trả lời hết luôn lần một. Vâng ạ, em biết ơn thầy ạ. Em đợi lát nữa mà học thêm ạ. Dạ, mình hiểu về dinh dưỡng trước đã thì mình sẽ biết. Dạ. Rồi, em mời chị Mùi ạ. Bùi. Em chào cả nhà, biết ơn thầy đã gọi cho em ạ. Dạ. Biết ơn thầy đã chia sẻ những kiến thức rất là hay ạ. Hôm qua thì em có mẹ em thì thường bị tê bì chân tay ạ. Dạ. Và mẹ ngồi xuống một lát là mẹ cũng không thể đứng dậy được ấy. Hôm qua thì em có vào thì mẹ mới bảo là mẹ nghe mọi người nói là tê bì như vậy thì cứ lấy lá lốt ạ. Đun nước, đun nóng lên, sau đó cho miếng một lát gừng với lại ít muối ngâm chân. Thì em hỏi thầy xem là cái bài thuốc dân gian ấy có đúng không ạ? Thì hôm qua mẹ em bảo là mẹ em ngâm thì tối thì mẹ em bảo là mẹ em ngủ được. Nhưng mà tê bì chân tay thì mẹ em làm cả 10 ngày nay rồi nhưng không thấy đỡ. Thì em muốn hỏi thầy xem là làm như vậy có đúng không ạ? Em biết ơn thầy ạ. Dạ, đó là bài thuốc dân gian. Cho thêm đó thêm ít ngải cứu nữa thì nó hiệu quả hơn, ít gừng nữa. Dạ. Dạ, nhưng lưu ý nó là ở mức độ. Giống như mình thấy thuốc Tây á, dạ, hay là thuốc Đông Y, người ta ghi là thuốc đó là chữa cảm cúm ho. Dạ. Nhưng mà có người bị ho uống vô hết, có người bị ho uống vô cũng không hết. Dạ. À, cái cơ chế nó vậy đó. À, hình dung cái này không? Bởi vì độ tuổi của mình á, nó bị tê bì, nó khác cái kiểu của bác gái bị tê bì. Yeah. Nên tùy cái mức độ mà cái thuốc nó có hiệu quả ở mức độ nào. À, hay còn gọi là đáp ứng thuốc. Yeah. Ví dụ như khi chị nói bác gái, mẹ chị, thì ít nhất bây giờ độ tuổi của chị, thì bác gái chắc cũng bước sang hàng 6, hàng 7 rồi. Dạ, yeah. Em hiện tại là em 47, mẹ em năm nay 69 á. Dạ đó, vì ở độ tuổi đó thì tê bì đâu phải đơn giản là nó tê bì. Dạ. Mà là do ảnh hưởng phần lớn, là gần như người ta khẳng định luôn là do thoái hóa xương mà dẫn tới. Dạ.
mà thoái hóa xương rồi thì ngâm cái đó làm sao hết được, nó chỉ giảm ở phần nào thôi đó. Tại cái căn nguyên là do xương nó bị thoái hóa, và thậm chí nó có thể dẫn tới cái bất ổn của gân cơ liên quan nữa. À, khi về mặt giải phẫu mình biết nó là cả nguyên một hệ thống, và tê bì nó là một cái trạng thái của thần kinh. À, thì có thể nó chèn ép hoặc liên quan tới gì, khí huyết nó không lưu thông được mà ở phần đó nó dẫn tới tê. Dạ. Bằng chứng đơn giản là chỉ bóp tay là chị gì thôi, ngồi tay mình tê không? Dạ. Tại vậy thì chứng tỏ rằng phía sau đó khí huyết nó không thông được mà nó dẫn đến tê. Dạ. Tại vậy thì có thể quá trình nó ngồi hay làm gì đó nó bị tắc nghẽn đâu đó. Mà người lớn thì các anh chị biết nó sẽ tê nhiều hơn ở số người nếu bị trẻ. Thừa cân béo phì quá nó cũng dễ bị tê. Ốm quá ngồi này kia nó cạ xương này kia nó cũng tê. Nên cái cần là gì? Bồi bổ sức khỏe tổng quát. Mình phải có cái cuốn nhìn tổng quát. À, và dưỡng lại. Còn lá lốt này kia đó là một trong những bài thuốc dân gian này. Cái đó có. Dạ. Thế nhưng mẹ em bây giờ thì có cần thì bổ sung thêm các loại chất gì không thầy? Dạ có. Có điều kiện thì ai cũng nên bổ sung. Bởi vì so với thực tại, chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể của mình tính tới hiện tại hơn 90% đều thiếu. Nói 100% thì nó kỳ. Hơn 90% đều thiếu. Không thiếu chất này thì cũng thiếu chất khác. À, rồi cái chất cần á thì nó lại không đủ. Cái chất không cần thì nó lại quá dư thừa. Mà chính xác là hiện tại mình ăn chưa có cân đối, cho nên sức khỏe của mình một trong những nguyên nhân dẫn tới là do lối sống hàng ngày của ăn uống mà phát sinh. Dạ. Dân gian mình có một câu là bệnh từ miệng mà vào, còn miền Bắc thì có một câu là bệnh từ miệng mà ra. Ra ở đây là kết quả. Dạ. Thì hai câu đó cùng ngữ nghĩa, nó khác cái ngôn từ thôi nhưng cái nghĩa giống nhau, là cái nguyên nhân dẫn tới bệnh tật là từ cái miệng. À, vậy thì kiểm soát cái miệng đó là kiểm soát cái sức khỏe của mình. Nên mới ngắn gọn ta, tại sao ta nói là sức khỏe như ăn cơm á. Nên mình ăn đúng thì cơ thể nó ổn. Mà tuổi lớn thì chỉ biết rồi đó, ăn đâu có được ngon như thời trẻ. À, nó, rồi, ăn không được ngon như thời trẻ thì rõ ràng mình thấy ăn đâu có nhiều. Mà ăn không nhiều thì làm sao đủ. Mà không đủ thì làm sao cơ thể này duy trì và tái cấu trúc sửa chữa lại. Dạ. Cho nên phải bổ sung thêm. À, rồi, bổ sung để duy trì. Còn hết hay không, không ai dám trả lời. Dạ. Tại nó còn phụ thuộc vô gì? Cái bên trong cơ thể này nó có còn làm việc không nữa. Chị hình dung cái này không? Dạ. À, mình nhai miếng cơm vô, nhưng tại sao có người hấp thu hết, có người hấp thu không? Dạ. Nó phụ thuộc vô cái bộ máy bên trong á. Đúng rồi ạ. Dạ, nên mình khỏe hay không thì dưỡng cái bộ đồ lòng bên trong nó quan trọng. Đó, giống như chiếc xe gắn máy vậy đó. Chiếc xe gắn máy mình thấy nè, cái dàn áo bên ngoài nó có thể bể tan nát hết cũng được, nhưng mà miễn là cái dàn máy nó còn thì cái xe nó còn chạy. Nhưng mà cái dàn áo bên ngoài nó rất ngon, cái dàn máy nó hư con bugi thôi là hết chạy được à. Nhưng mà khổ nỗi xã hội bây giờ thì người ta lại tập trung lo dàn lông mà quên lo dàn máy. Đó. Tức là bên ngoài nó rất là lộng lẫy đẹp, nhưng bên trong thì sao? Dạ, đúng rồi. Ít quan tâm. Cho nên là ngay từ giây phút này, đừng chỉ lo vàng lông, mà lo luôn vàng máy. Dạ. Vàng máy tốt, vàng lông từ từ có tiền sống sao? Hiểu cái này không ta? Dạ, dạ. Tốt, cố hơn tốt nước sơn này nhỉ? Dạ. Còn gỗ tốt mà nước sơn tốt nữa thì nó ngon hơn. Dạ. À, dạ. Vậy đó, nên sống gỗ trước đi, nước sơn từ từ sống. Dạ. Em hỏi thầy một chút ạ. Là dạ. Em hiện tại sáng ấy là thường em cứ hay uống cũng giống như nãy có Mỹ nào hỏi là uống nước chanh ấy ạ. Thì dạ. Sáng là em cứ hay hòa một cái ly nước ấm ấy, em cho mật ong với lại em vắt nước chanh vào ấy. Nếu mà uống lâu dài như vậy thì có ảnh hưởng nhiều về về dạ dày đại tràng mình không thầy? Không khẳng định được. Dạ. Tại cơ địa mỗi người mỗi khác mà, nên phải lắng nghe theo dõi. Dạ, dạ. Uống nước chanh đó là một phương pháp dân gian để trẻ hóa. Dạ. Khi mình nặn nước chanh ra thì mình biết nó chua đúng không? Thì bản chất nó là axit. Dạ. Nhưng cái đặc biệt của ông nước chanh nó khác chứ người ta. Đúng là axit đó. Nhưng mà khi vô tới cơ thể của mình đó, nó lại chuyển hóa thành kiềm. Dạ. Nó khổ vậy đó. Nó đặc biệt cái đó đó. Nên trong phương pháp dân gian á, có một phương pháp người ta được truyền tụng nhau là mỗi ngày buổi sáng sớm hai trái chanh. Cứ nặn uống không, không cho gì hết. Cho nước ấm vô, cho ấm ấm rồi uống vô. À, thì
Hiển nhiên trong quá trình y khoa thì người ta chỉ có thể dặn cái ra thì cân nhắc thôi, ta không dám phản đối. Dạ. Về mặt y học á, thì người ta nói là cẩn trọng với người bị đau bao tử. Em thì thường thì em cứ hòa nước chanh hoặc là em cho vài giọt mật ong ấy ạ. Em uống Dạ, thì có mật ong thì nó dịu hơn. Nó là một phương pháp hỗ trợ dạ dày nếu có thêm mật ong. Dạ. Dạ. Dạ, em biết ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Còn nó hết không mà đâu dám trả lời. Theo dõi mới biết. Các anh chị vô bệnh viện ta cho thuốc qua dám nói hết không? Người ta nói là theo dõi. Rồi 2 ngày, 5 ngày, 7 ngày sau tái khám. Rồi khám thì nào hết thì người ta sẽ công bố là hết. Chưa hết thì người ta đổi thuốc. Đúng vậy không? Dạ. Đó. Em mời chị Thu Trang. Chào thầy. Dạ chào chị. Thầy ơi, ngày mai ngày mốt em di chuyển á, mà em sợ cái lúc mà thầy dạy tới cái phần mà thầy nói là có cái thuật gì đó đơn giản nhưng mà em nhớ cái gì mà âm đạo á thầy. À. Dạ. À cái đó thì xong một phần này mình mới chỉ. Dạ. Lên phác đồ lại rồi cái đó đơn giản để làm lắm, hướng dẫn cái chồng làm cho vợ. Dạ. Nhờ ông chồng làm ha. Xong học phần dinh dưỡng các em hướng dẫn cái đó. Ý là buổi thứ mấy ạ? Bữa nay là buổi thứ sáu rồi, mới Thứ buổi bảy thứ chứ thầy sáu. ơi. Dạ buổi thứ bảy hả? Dạ, em ghi trong tập là buổi bảy ấy thầy. Bữa nay buổi bảy hả? Buổi Ừ, bảy rồi buổi thầy bảy đến đây ạ. Ồ Buổi gì sắp xong đó. Ồ sắp xong rồi đó hả? bảy. À, nhanh dữ vậy nè. Ồ buổi bảy rồi. À, vậy thì buổi 9 trả lời. Ok thầy, thứ sáu. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Em mời chị Vân Đỗ. Dạ, em kính chào thầy Vũ cùng toàn thể các anh chị trong Zoom ạ. Em xin trân Dạ. trọng biết ơn thầy chia sẻ những kiến thức về sức khỏe. Thầy thầy cho em hỏi một câu hỏi về phần xương khớp ạ. Thế là mẹ em thì năm nay mẹ em là 51 tuổi. Mẹ em bị lệch một bên này, lệch một bên xương và mới đi khám thì gọi là thoát thoái hóa đốt sống 4 5 6. Thì không biết là em đang bổ sung canxi với collagen cho mẹ em thì thầy có thể cho em thêm cái lời khuyên nào đó để giúp cho xương của mẹ em được khỏe có thể cải thiện được không? Dạ xong một phần dinh dưỡng luôn nha chị. Dạ Dạ, nó đây em và có thể gọi là nắn chỉnh lại được xương. thuộc còn nắn chỉnh được hay không là phải xem hình ảnh phim ảnh thì mới dám hứa. Dạ 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 em biết ơn chị, em biết ơn thầy. dạ cảm ơn chị. Dạ em biết ơn thầy và các anh chị ạ. Dạ 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 Em mời chị Lan ạ. Dạ, chưa có nghe chị Lan. Không có nghe. Không nghe được. Không nghe chị luôn. Rồi để em mở lại cho chị nha. Rồi chị nói là thử.
Chị xài laptop hay xài gì ta? Sao không nghe gì vậy ta? Không nghe. Có chị nào nghe được chị Lan nói không ta? Em không nghe được. Dạ, em cũng không nghe được. Không nghe được thầy. Dạ. Nếu xài laptop thì phải có cái tai phone nghe. Còn MacBook thì mới không cần. Dạ. Dạ. Dạ, chị Lan có thể đánh vào khung chat nha chị. Dạ, ừ, quá trình này em xin phép mời chị Nguyễn Thị Khánh ạ. Dạ. Rồi, xong chị Khánh mình bắt đầu nội dung nha cả nhà. Dạ, biết ơn thầy đã gọi tên em ạ. Hôm nay em nên chia sẻ với thầy, với cả lớp mà một cái hiện thực rất là tuyệt vời của mình trong quá trình em áp dụng tất cả các cái kiến thức về sức khỏe của thầy ạ, về tất cả các cái khái niệm nguồn cũng như là về dinh dưỡng ạ. Em đã theo học sức khỏe của thầy từ khóa 12 đến bây giờ ạ, và hai ba khóa thì em học được liên tục, còn chỉ có khóa 15 là em nghe lại ghi âm, còn khóa này thì em lại học rất là nghiêm túc từ đầu ạ, và tất cả các khóa học em đều ghi chép rất là cẩn thận ạ. Học rồi lại ghi, học rồi lại ghi. Em cũng muốn rằng tất cả những cái tri thức của thầy nó sẽ biến thành cái nhận thức của mình và để áp dụng vào cái cuộc sống ạ. Em chia sẻ một cái hiện thực của mình là cách đây hơn 2 tháng thì tự nhiên em bị đau hết hai bên cổ ạ. Và em mới đầu thì cứ nghĩ đấy là một cái cảm cúm bình thường ấy ạ. Thì cứ chữa theo dân gian thôi. Thế nhưng mà mỗi một lần quay đi thì em phải quay cả người thì mới quay được ở bên phải bên trái. Thế sau đấy thì 2 tuần em không thể khỏi, và em hiểu rằng là mình cần phải nghiêm túc để nhìn lại, nhìn nhận vấn đề. Và em xác định là đầu tiên là mình phải theo Tây y và Đông y để xem nó là cái bệnh, xem nó là cái bệnh gì. Thế và em đã đi chụp MRI và cuối cùng là được kết luận là thoái hóa đốt sống cổ C3, C4, C5, C6 ạ. Là cái gọi là thoái hóa đốt sống cổ đa tầng ạ. Thì được thầy chỉ điểm là đây là bệnh nặng, nhưng không được chủ quan và cũng không được bi quan. Và em đón nhận một cách mình biết là chỉ biết như vậy thôi, và bây giờ bắt đầu mình tìm cách khi mà bắt đầu. Dạ. Cá mập cắn cáp à. Đâu à. Dạ. Dạ bị ao luôn à. Dạ. Dạ. Không sao, chút xíu vô nói tiếp, bây giờ mình bắt đầu luôn. Dạ. Bé 3 tháng tuổi thì khi tắm á, cái mình cũng ẩm vậy nè, mình ẩm trên tay. Cái trước khi tắm con thì mình cũng như cho con tiếp xúc nước bằng chân trước. Rồi xong cái lấy nước lên ngực của con. Rồi sau đó mình tắm lại cho cháu. Dạ, em xin được nói tiếp ạ. Dạ. Thế sau đấy thì em đã học được thế nào là một cột sống khỏe thầy ạ. Thế là một cột sống khỏe là cột sống các đốt sống nó kín khít theo đúng đường cong sinh lý của cơ thể, còn gân cơ thì thư nhuận. Và em học thuộc luôn và chuyển thành cái nhận thức của mình ạ. Và khi có một điều rất là tuyệt vời là từ cái lúc đấy đến tất cả những cái hoạt động thể dục hàng ngày, xoay hông giữ trục, thì khi mà giơ cái cánh tay lên ấy thì em cũng đều nghĩ về một cái cột sống như vậy ạ.
luôn luôn là giữ trong cái đầu mình là một cái hình ảnh mỗi cuộc sống rất đẹp và rất là khỏe. Và khi mà đã xác định được như vậy thì song song với lại cái điều trị ấy thì em kết hợp với bảo tồn và nuôi dưỡng bằng cái dinh dưỡng và cái dân gian ấy ạ. Thì theo chỉ điểm của thầy thì em bổ sung là protein này, canxi, magie, vitamin C, glucosamine, omega 3 và B complex, collagen và sắt và acid folic. Thế thì phước báo cho em là em đã theo học khóa dinh dưỡng của thầy Phước ạ, từ 3 khóa liền ạ, và kể cả cái khóa học của thầy nữa ạ. Và các cái học phần dinh dưỡng là em rất là tâm đắc ạ, và em đã áp dụng được 7 trong, mình đã thực hiện được, uống được 7 thứ trong, bổ sung được 7 trong 8 thứ mà thầy chỉ điểm ấy ạ, thì cũng đã được 7-8 tháng rồi, và chỉ còn thiếu đúng cái sắt và acid folic, và em mua tiếp và bổ sung ạ. Và có một điều tuyệt vời là em, tức là lần đầu tiên trong cái cuộc đời mình chữa bệnh theo một cái phương pháp mà, tức là như thế nào nhỉ, trân trọng biết ơn tất cả những cái dinh dưỡng mà mình được uống ấy thầy. Thế và khi mà uống ấy thì không phải uống một trạng thái cầm một cái vốc thuốc mà uống ừng ực đâu thầy. Thì trong quá trình uống ấy thì cũng hình dung ra là nước nó đem các chất dinh dưỡng này, như là glucosamine này, hoặc là omega 3 này, hoặc là collagen, thì đến nó nuôi các cái phần sụn của các cái đĩa đệm của cột sống ạ, và canxi và magie, hoặc là các cái chất còn lại thì sẽ nuôi dưỡng cái cột sống ạ, và còn protein và các cái vitamin khoáng chất khác ạ, thì nó tạo máu và nuôi dưỡng các cái tiếp tục cái phần xương và cái phần cơ ạ. Thế rất là tuyệt vời, thầy cứ tưởng tượng như vậy, và mình cũng tưởng tượng luôn là quán tưởng luôn là nước nó cuốn trôi tất cả các cái gai đôi mảng bám và theo các cái đường thải và đi ra ngoài ạ. Cứ như vậy, và song song với kết hợp với lại bổ sung dinh dưỡng đấy thì em cũng có kết hợp với cả tập thể dục rất là đều đặn thầy ạ. Về tập mà thay gân đổi cốt này, với cả tập mà về theo cái chỉ điểm của thầy là xoay khớp háng và xoay khớp vai á, cứ 50 chiều, mỗi một lần là 50 cái và cho một chiều, và đều đặn như thế thầy ạ, không có ngày nào em bỏ hết, và cứ đều đặn từ cái hôm mà nhận được cái chỉ điểm đấy thì em làm rất là chăm chỉ và nghiêm túc ạ. Và cuối cùng là một cái biện pháp dân gian em cũng kết hợp luôn thầy ạ, tức là em mua lá ngải về này, em rang với muối, với gừng và với giấm, sau đó thì cho vào một cái túi vải và em chườm ở cổ với thầy, với lại hai túi, một túi chườm ở thắt lưng, một túi chườm ở cổ, và mỗi một lần chườm như thế trong khoảng từ 20 đến 30 phút ạ, và cảm thấy rất là thư giãn thầy ạ, thoải mái, thích lắm ạ. Vâng, thế là vâng, cứ chăm chỉ làm như thế, thế và cũng rất là tuyệt vời. Thầy thì nói là có thể là bệnh sẽ phải điều trị trong 1 năm hoặc 2 năm, thế nhưng mà em thì đặt ý là trong 3 tháng thầy ạ. Thế mà được 2 rồi thì em thấy bệnh của em đã đỡ được 70-80% rồi. Và rất là tuyệt vời. Bây giờ cái cột sống rất là dễ chịu và mình có thể là cử động rất là nhẹ nhàng. Và có thể xoay hông giữ trục 2 tiếng ạ. Vâng ạ. Ngon. Đấy, em cũng khoe với thầy với cả lớp để mọi người có thể từ cái bài học của em chia sẻ và có thể là áp dụng cho tất cả những cái ai mà bị những cái mà thoái hóa đốt sống cổ ấy. Và em luôn luôn tâm niệm một cái câu của thầy trao truyền cho chúng em, đấy là phải cho cơ thể mình một thời gian để phục hồi ạ, và cứ bình tĩnh và cứ để cơ mình quên nó đi, mình không có nghĩ là đau cổ đau rít, không quên nó đi ạ, và mình cứ làm tất cả những cái biện pháp như thế đều đặn mỗi ngày ạ, và nó cứ từ từ nó khỏe từ lúc nào không biết thầy ạ. Thế và mỗi một khi mà uống đi dinh dưỡng hoặc làm những cái nắng ngày hoặc bất cứ một cái gì thì em đều có kiểu gửi cái lòng trân trọng biết ơn ấy. Ngay cả lúc mà các thầy điều chỉnh cột sống cho em ấy thì em cũng nghĩ là cái cột sống nó đang cựa về để cột sống kín khít theo đúng đường cong sinh lý của cơ thể. Thế cứ nghĩ như thế thôi, phải hình dung một cái cột sống nó rất là đúng là như cái cột sống khỏe ấy thầy. Thế và các cái bên trong cái cột sống đấy là nó trơn tru hồng hào, và bên cạnh nó là các cái gân cơ thì nó bảo vệ cái cột sống của mình ạ. Và cứ như vậy và em thấy bệnh đỡ rất là nhiều và rất là tuyệt vời ạ. Và cái tinh thần thì rất là lạc quan thầy ạ. Và em sẽ hôm nay em nên chia sẻ để mục đích của em cũng mong muốn rằng là lan tỏa cái tri thức này, cái cách chữa này để đến với tất cả mọi người ạ. Và cũng gửi tới lòng biết ơn tri thức ạ, và đặc biệt là biết ơn thầy ạ, đã
lan tỏa tri thức để chúng em có được cái những cái kiến thức và nâng cao cái nhận thức về sức khỏe rất là tuyệt vời thầy ạ. Em trân trọng biết ơn thầy và cả lớp đã lắng nghe. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô lắm lắm. Nhớ nha, dạ, khi có những bất ổn về mặt sức khỏe, đừng chủ quan nhưng cũng đừng bi quan. Đầu tiên là mình nhờ người chuyên môn ta xem giùm cái, coi nó lại gì, rồi nghe lời khuyên của người ta. Nhưng giây phút mà mổ này kia đó, thì lúc đó mình chậm chút, không có phản đối, nhưng mà chậm chút, cái mình rà soát hệ quy chiếu khác xem là có hỗ trợ được không. Còn hiển nhiên giai đoạn cấp tính thì làm cái thời điểm đó phải cái gì càng sớm càng tốt rồi, vì nó liên quan tới sinh mệnh mà. Dạ, thì phước báo của cô cho nên là cô khỏe. Dạ. Dạ. Dạ, biết ơn cô. Dạ, biết ơn thầy, biết ơn cả lớp và em xin hạ tay ạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Hồi nãy hạ đó, bây giờ hạ là đưa đó. Dạ. Dạ. À, chúng ta sẽ tới nội dung. Về khóa dinh dưỡng thì ngày 16 thì Tâm Y Dung có mở khóa mới á. Anh chị có thể, cái khóa đó thì chuyên nói về dinh dưỡng thôi. Dạ, chuyên về dinh dưỡng thôi. À, do lộ trình khóa này chúng ta có 10 buổi thôi, cho nên có thể là sẽ không sâu sắc cho các anh chị như là cái khóa đó. Bởi khóa đó là 12 buổi chỉ nói về dinh dưỡng thôi. Dạ, thì các anh chị có thể tham khảo thêm. Dạ, các anh chị tham khảo ở trang fanpage của Tâm Y Dung. Dạ, trên đó có đường link đăng ký. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ tới nội dung tiếp theo liên quan về mặt dinh dưỡng. Nên các anh chị lưu ý giúp Vũ là làm cho nó cân đối nha, cân bằng nha. Cái gì cũng vậy, hướng về sự cân bằng. Nhiều quá cũng không tốt, mà ít quá cũng không tốt. Trong dinh dưỡng cũng vậy, nhiều nó cũng sinh bệnh, mà thiếu nó cũng sinh bệnh. Dạ, nó cân bằng là ổn. Vậy thì mình rà soát lại xem là mỗi ngày này chúng ta cần ăn bao nhiêu cái chất dinh dưỡng vào trong cơ thể. Rồi cơ thể chúng ta có những cái chất gì, nó quan trọng như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ. Ví dụ đơn giản này, và tại sao chúng ta phải dùng dinh dưỡng nữa. Đây, chúng ta lấy một cái cơ bản thôi. Này trước nè, trước khi chúng ta vào cái nhận thức dinh dưỡng. Tôi lấy ví dụ như là cái khoáng chất canxi ta. Khoáng chất canxi ta. Chúng ta sẽ nói về canxi trước này, rồi những cái khác chúng ta nói sau. Canxi nè. Khi nhắc về canxi, chúng ta cần làm rõ. Chúng ta cần làm rõ. À, thứ nhất, dạ, mình lên Facebook á, cái mình đánh vô là Tâm Y Dung, nó sẽ ra. Dạ. Dạ, thứ nhất, các anh chị xác nhận giúp Vũ nha, cơ thể của chúng ta có canxi không? Trong cơ thể của mình có canxi không? Đầu tiên mình xác nhận lên cái. Dạ, xác nhận nhận thức lại nha, chứ mấy này đơn giản rồi. Dạ, có. Cảm ơn cả nhà. Rồi, sau khi mình xác nhận nó có rồi, vậy mình xác nhận thứ hai nè. Vậy thì mình, trong cơ thể mình có canxi đó, vậy thì có bao nhiêu? Mình có bao nhiêu canxi trong cơ thể? Đó, tài sản của mình đó. Mình có bao nhiêu? Nguồn canxi trong cơ thể của mình này, nó có bao nhiêu? Dạ. Rồi, cứ chỗ nào mà chưa biết, không biết thì nhớ lại câu hôm trước. À, mình biết nhiều thứ trên cuộc đời thì có cái của mình là chưa biết thôi. Đó. Nên nhiều lắm, cơ thể của mình, bản thân mình chưa khám phá hết đâu. Dạ. Ừ. Rồi. Số 3. Vậy thì có bao nhiêu? Nó thẻ. Đây là tỷ lệ canxi có trong cơ thể của mình nè.
nó dao động tầm khoảng 2-3% trọng lượng tối đa nghe, tức là một người 100 kg thì tối đa là 2 kg canxi đến 3 kg canxi tối đa. Rồi cái thứ ba, vậy thì nó có ở đâu trong cơ thể của mình, nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đâu? Rồi, xác nhận là có nè. Rồi. Dạ. Rồi. Về gốc thông tin thì chúng ta sẽ biết nè. Đó là 99% canxi nó nằm ở xương và răng. Cho nên muốn răng đẹp á, muốn răng khỏe, muốn răng tốt thì điều đầu tiên là đủ canxi. Đó là làm cho gỗ tốt. Rồi sau đó là vệ sinh răng miệng phù hợp để bảo vệ răng. Đó. Cho nên nếu lượng canxi trong cơ thể mà thiếu hụt, có thể dẫn tới chất lượng răng nó không tốt. Mà từ đó vệ sinh đều đặn đi chăng nữa thì nó cũng không đủ đà. Tại cái gỗ mục thì các anh chị vệ sinh dọn dẹp kiểu gì thì nó cũng là gỗ mục. À, nên muốn răng mà chắc khỏe đầu tiên là phải đủ canxi trước đã. Bởi nó chính là nguyên liệu chính và phần lớn để tạo nên cái răng của chính chúng ta. Rồi sau đó vệ sinh răng miệng để bảo vệ cái lớp men răng ở bên ngoài. Ừ. Rồi hàng ngày massage cho cái vùng gì? Cái vùng nướu, để cho khí huyết nó vào cái vùng nướu đó đó, để nó nuôi dưỡng lại chân răng. Và khi đánh răng á, không có tập trung đánh ở cái bề mặt răng, mà đánh thêm cái phần nướu răng là chính. Đó. Cái này thì phần lớn nha sĩ ít chỉ. Răng được bảo quản tốt lâu dài là đánh vô cái phần nướu răng. Nên các anh chị chỉ cần gì? Đưa cái răng ra mình coi là cái nướu răng mình có hồng không. Có một số người cái nướu răng nó trắng nhắt, thậm chí nó viêm luôn. Mà cái nướu cái hồng á, là cái răng người ta bệnh. Cái nướu răng đó, mình coi là cái nướu đó. Đó. Nên nhiều người không chú trọng, chỉ tập trung đánh cái răng ra, từ từ cái tuột nướu. Rồi chính thức thời điểm đó là khởi điểm của răng, bắt đầu nó dễ bị hư tổn. Mà dễ thấy nhất khi tuột nướu đó, khi mà tuột cái nướu răng đó, là uống nước đá lạnh nó dễ bị ê buốt. Bởi vì càng gần vào phía chân răng, lúc đó cái yếu tố của thần kinh nó càng dễ bị tiếp xúc, cho nên nó làm cho tê buốt. Nên đánh thêm cái phần răng. À, còn ở dân gian á, thì các anh chị biết là sau khi đánh răng rồi, cái ta lấy ngón tay, cái ta chà, chà cái nướu ở trong, đó, trà cái chà cái phần nướu. À, nướu răng nó hồng lên là tốt. Dạ. Rồi. Hoặc là các anh chị có thể tham gia cái làm cái bài hồi xuân cơ thể, gõ nướu à, đó. À, mỗi ngày á, gõ nướu à. Massage gõ. Đó. Rồi khua răng, đảo lưỡi. Ở trong thay gân lưỡi cốt có chỉ đó. Rồi xong mới lấy cái lưỡi quơ về mặt răng. Bề mặt ngoài, mặt trong. Rồi mới cong lưỡi lên. Tưởng tượng dưới lưỡi nó có cái một cái mục gì đó để cho nước bọt nó tiết ra. Sau đó ngậm miệng xúc nước bọt đó 36 cái. Rồi chia làm 3 ngụm nuốt. Đó là cái bài đơn giản để hỗ trợ cho phần răng. Gọi là bài khua răng đảo lưỡi. À. Còn nếu ai đó mà có đi Malaysia hay Ấn Độ, các chị có thấy là người Ấn Độ thì răng người ta rất trắng không? Một trong đặc sản người ta bán là cái bột đánh răng á. Cái bột đó không phải để đánh răng mà đánh cái nướu răng. À, nên kỹ nha. Đánh cái nướu răng á. Để cho máu huyết lưu thông răng chắc. À. Còn trong đông y thì nó có bài thuốc hỗ trợ cho chắc cái chân răng, thường là những cái có vị chát nấu với cau, dùng cái thuốc nó xúc 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 miệng cái chân răng rất là chắc. Hoặc là trong phương pháp dân gian thì có rượu hạt cao và cũng được đó. Rồi hoặc là trong dân gian thì xúc miệng với muối đó,
Còn các vị chuối, các vị thuốc đó là có vị chát á, thì nó làm cái chân răng nó chắc. À. Dạ. Rồi. Súc nước muối nó cũng là một trong những cách ha. Tỉ chút về răng. Cái răng, cái tóc là gốc con người. Hôm trước mình có chia sẻ rồi. À. 99% canxi sẽ ở xương và răng. 1% còn lại nó sẽ nằm ở trong máu. Nằm ở trong máu. Mà chúng ta đều biết rồi, máu nó có khắp nơi trong cơ thể mà. Cho nên chỗ nào trong cơ thể nó cũng có canxi. À, chỗ nào trong cơ thể cũng có canxi. Này, thứ tư. Thứ tư. À. Vậy thì răng á, canxi á, nó có vai trò gì đối với cơ thể này? À. Kỹ chút chưa? Thứ tư chưa? Đây, kỹ chút. Thứ tư. Khoan hay nói vai trò, mà nói cái thông tin đặc biệt để cả nhà có thể xác nhận nè. Vậy thì cơ thể của mình có thể tự tạo được canxi không? Nó có thể tự sản xuất ra canxi được không? Sai. Đó. Rồi. Ai nói có thì sản xuất như thế nào? Phơi nắng không có canxi. Mà phơi nắng nó có vitamin D thôi. Và tăng cường hấp thu canxi. Dạ. Này, tỷ lấy gì để tạo ra canxi? Dạ. Tỷ tạo ra máu. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ thấy nè, canxi sẽ được hấp thu từ gì? Từ những gì chúng ta ăn vào. Thông qua thức ăn, thông qua thực phẩm. Thức ăn đi vào trong cơ thể, trong đó nó có canxi. Thì lượng canxi này nó sẽ được hấp thu ngay tại ruột non. Rồi sau đó nó sẽ được dự trữ tại xương và răng, và phần lớn là ở xương. Và quá trình mà xử lý, chuyển hóa thì nó sẽ được đào thải qua thận. Được đào thải qua thận. Đó, nên là phải cung cấp vào, bởi vì mỗi ngày chúng ta đều phải sử dụng một lượng canxi nhất định. Rồi, thứ năm. Vai trò của canxi đối với cơ thể. Canxi có vai trò gì? Rất là dễ thấy, bởi vì nó ở trong xương, răng và máu. Nên đó là ba cái vai trò chính rồi đó. À, thứ nhất, đó chính là sức khỏe của xương và răng. Nên khi canxi tốt, thì nó sẽ hỗ trợ đầu tiên là xương và răng chắc khỏe. Xương và răng chắc khỏe. Vậy là các bất ổn của xương và răng thì nhớ tới canxi. Cái thứ hai, nó hỗ trợ cho hoạt động đông máu. Nên thiếu canxi thì có thể dẫn tới máu loãng. Thứ ba là nó hỗ trợ dẫn truyền thần kinh. Các yếu tố tại sao mình biết nóng, tại sao phỏng giật lại, à, đó là cái yếu tố của dẫn truyền thần kinh mà canxi nó tham gia vô con đường đó. Hay lắm. Rồi, chi tiết thêm một chút nữa.
Đó là cứ bất kỳ cái gì trong cơ thể của mình á, mà nó động đậy là có canxi góp vào. Từ vi tế cho tới hành động thô thì tất cả trong các hoạt động đó đều có sự tham gia của canxi. Tim chúng ta mỗi ngày nó đều đập. À thì canxi nó tham gia vào quá trình nhịp đập của cơ tim. Tử cung. Đó là dạng cơ trơn. Cứ tới tháng, cái chị hình dung đơn giản nè. Cái hình dung ha. Cái tử cung nó giống như cái tay nè, bàn tay nè. Cái tới tháng cái nó co lại, cái nó ép máu kinh ra, nó đẩy ra ngoài, gọi là hành kinh đó. Thì một người mà thiếu hụt canxi, cái cơ trơn này nè, tử cung nó co lại, xong nó nhả ra không được, mà nó cứ siết, nó không nhả. Đó là lý do dẫn tới đau bụng kinh. Nên thiếu hụt canxi là một trong những nguyên nhân dẫn tới đau bụng kinh. Và đau đến nỗi có thể đau thắt ra vùng lưng luôn. Vậy thì trong quá trình đó, người ta nghiên cứu về mặt y học dinh dưỡng, thì canxi nó sẽ hỗ trợ cho đau bụng kinh rất tốt. Nếu như có kết hợp thêm với vitamin E nữa, vitamin E, thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Canxi mà cộng vitamin E, nó có thể giảm được khoảng 38% cơn đau bụng kinh. Duy trì khoảng 3 chu kỳ kinh, thì lúc đó có khả năng sẽ trở lại bình ổn, không còn đau nữa. Nhưng mà tới ngày đau quá thì nhớ thêm cái túi chườm, chườm bụng dưới để không có đau. Đó là theo góc độ của dinh dưỡng. Đó là canxi và vitamin E. Rồi. Đường ruột, cái nhu động, nó co thắt. Cho nên trong đại tràng, một trong những yếu tố dẫn tới bị bón cũng có thể là do thiếu hụt canxi mà sanh ra. Bón, một trong những nguyên nhân bón là thiếu canxi. Nhiều canxi quá cũng bị bón. Rồi, thêm một cái nữa. Đó là gì? Mắt nè, mỗi ngày đều chớp nè. Dân gian ta nói vui là giật con mắt bên trái là xui, giật con mắt bên phải là hên. Nhưng ông dinh dưỡng học nói hay lắm, giật con trái con phải gì nó cũng xui hết, thiếu canxi nó mới giật. Chứ không có hên xui, thiếu canxi nó mới giật. Nên cẩn trọng một chút. Cái liếc mắt đưa tình đá lòng nghèo thôi đã tốn, đã hao hụt canxi rồi. Chứ đừng có giỡn. Hình dung cái này không? Nó dẫn truyền cái cảm giác. Người thiếu canxi thì cái cảm giác về xúc giác á, nó sẽ chậm hơn người khác. Nó chậm hơn người khác. Trong yếu tố về bệnh lý, chúng ta sẽ thấy thiếu hụt canxi dễ thấy nhất nè. Đó là bị co giật, chuột rút. Rồi thường cái giấc mơ, hay mộng mị và giật mình. Và thậm những giấc mơ đó thường là những giấc mơ mà bị đạp, bị té không à. Đang ngủ hết hồn giống như té giường, hết hồn giống như té núi, té sông vậy đó. Đó là những cảm giác trong cái giấc mơ mà liên quan tới canxi ở góc nhìn dinh dưỡng có ghi nhận. Rồi thêm cái nữa, thiếu hụt canxi, quá trình thai kỳ thì sanh ra có thể là chân mày nhạt, thậm chí không có chân mày luôn. Nhưng nhớ là không có chân mày uống canxi chưa chắc mọc lại nha. Nó không có chiều ngược lại nha. Thiếu thì nó có thể làm mờ, thậm chí không có, còn có chưa chắc nó mọc lại. Nên kỹ hai thông tin đó. Dạ. Rồi dễ thấy ở dưới quê thêm, trong các trường hợp trẻ nhỏ, thiếu hụt canxi có thể dẫn tới gì? Tóc vành khăn. Tóc vành khăn là một biểu hiện cái phần đầu của cháu bị mất đi một lõm tóc, mà dưới quê người ta còn gọi là chiếu liếm, bò liếm. Nó mất đi một cái mảng tóc, nó chỉ còn ra da đầu ra, cái ta nó chiếu liếm, vân vân. Rồi, thiếu hụt canxi còn dẫn tới tè dầm. Tè dầm. Nhiều, rất nhiều liên quan tới canxi. Nói chung, có canxi có thể ngăn ngừa được khoảng 147 loại bệnh trong cơ thể. Đó là vai trò đặc biệt của canxi đối với sức khỏe của con người. Trong thai kỳ là cực kỳ quan trọng. Bởi vì xương của con nó được hình thành khi lấy cái nguồn canxi từ mẹ. Đó cũng chính là lý do tại sao sau sinh phụ nữ điên nổi, anh thiếu hụt hàm lượng canxi lớn. Và trong khía cạnh của dinh dưỡng học,
canxi và khoáng chất sắt, nó còn tham gia vô quá trình giữ ấm cơ thể nữa. Nên phụ nữ mà quá trình thai kỳ á, khoáng chất sắt và canxi bổ sung đều đặn, đủ hàm lượng, khuyến nghị thì sau sanh á, cái sức khỏe nó nhanh phục hồi, đi lại dễ dàng hơn. À, hình dung cái này không ạ? Rồi. Đó, nhiều lắm. Đó là vai trò của canxi trong cơ thể. Các anh chị tìm thêm à, tài liệu có ghi chép hết. Rồi, vậy thì số 6. Số 6. Vậy thì mỗi ngày cần nhiêu canxi? Nhu cầu. Mỗi ngày mình cần bao nhiêu canxi cho cơ thể này? Bởi vì ai cũng cần canxi. Và qua quá trình này các anh chị có thấy là canxi đều mất đi mỗi ngày không? Mà không dung nạp vào, đồng nghĩa với việc tài sản chúng ta đang thất thoát. Chủ lấy ví dụ cho như 3 kg canxi đi, thì mỗi một ngày nó thất thoát đi một hàm lượng, từ ngày này qua năm khác mà không bổ sung vào thì chắc chắn lượng canxi nó không còn. Và nó hao hụt càng sớm thì xương răng càng có vấn đề, máu càng có vấn đề, thần kinh có vấn đề. Nên chuột rút là thần kinh cơ đó, nó có vấn đề. Vậy thì cái nhu cầu về canxi nó sẽ theo độ tuổi. Nó theo độ tuổi. Ví dụ trẻ sơ sinh, thì phần lớn trẻ sơ sinh người ta sẽ không có khuyến nghị bổ sung canxi. Mà nếu có là sẽ khuyến nghị bổ sung cho mẹ, để trong chất lượng sữa của mẹ có thêm cái nguồn canxi cho cháu. Chứ không có nói là trẻ sơ sinh dùng thêm canxi. Hiếm lắm. Trừ trường hợp bị còi xương, một số trường hợp đặc biệt á, thì người ta mới cho trẻ dùng thêm canxi ống, là canxi cầu bé, dạng thuốc tây á. Cái dạng thuốc á, nhà thuốc đó bán dạng lỏng á, canxi lỏng, mới cho nhỏ vô cho con mỗi ngày 5 ml gì. Ống nhỏ, trừ cái trường hợp của trẻ mà bị còi xương bất ổn của sinh non vân vân, thì lúc đó người ta mới hỗ trợ thêm vào đó. Đó. Rồi. Uống canxi có bị bón không? Không biết. Nhưng mà một trong những nguyên nhân dẫn tới bón đó là lượng canxi nhiều mà cơ thể ít nước thì dẫn tới bón. Nhưng mà thiếu canxi cũng dẫn tới bón. Nó nhiều nguyên nhân lắm. Bón nó không phải chỉ có canxi. Mà nhớ tới bón thì nhớ tới nước trước. Thiếu nước là bón. Thiếu chất xơ là bón. Nhu động ruột kém là bón. Bất ổn của thần kinh thực vật dẫn tới bón, vân vân. Rồi, vậy thì nhu cầu theo độ tuổi, từ 3 cho tới 6 tuổi. Mà thường là tới giai đoạn ăn dặm á, nếu các anh chị muốn bổ sung canxi sớm cho cháu, là giai đoạn ăn dặm là bắt đầu. Tức là bước sang tháng thứ 6 là có thể cho con dùng bổ sung thêm canxi. À, thường đó là canxi dạng bột, dạng kẹo. Còn nếu là canxi dạng viên cho trẻ thì phải cà nhuyễn ra, do thận của con á, canxi đào thải qua thận nè, thận của con chưa có hoàn chỉnh như người lớn, cho nên là phải cân nhắc dùng canxi với hàm lượng phù hợp và đúng loại, chứ không có lấy canxi người lớn dành cho bé. Hình dung cái này không? Đó. Thì từ 3 cho tới 6 tuổi, hàm lượng canxi mà nhu cầu bổ trợ cho cháu á, nó sẽ dao động là từ 200 cho tới 400. Tối đa trên một ngày. 200 mg đến 400 mg. Rồi từ 6 tuổi cho tới 12 tuổi. Dưới 12 tuổi. Dưới 12 tuổi. Thì nó dao động là từ 400 đến 600 mg trên một ngày. Rồi, cái thứ ba, đó là cho người trưởng thành được tính từ lúc dậy thì. Như trong dinh dưỡng học, thời điểm hiện tại, người ta sẽ tính, đó là từ
12, 13 tuổi trở lên. Tính từ 12 tuổi trở lên là tính cho người trưởng thành. Thì hàm lượng nhu cầu cho một người trưởng thành, con số liệu mới nhất đó chính là 1.000 cho tới 1.200 mg. Trước đây là 700 cho tới 1.000. 700 cho tới 1.000. Từ năm 2018 trở về trước thì ở Việt Nam chúng ta khoảng 96% dân số Việt Nam thiếu hụt canxi. Rồi Viện Dinh dưỡng Quốc gia có một số chiến lược đưa vào trong các bữa ăn gia đình, rồi thông qua truyền thông, thông qua các công ty kinh doanh thực phẩm bổ sung người ta tài trợ thêm vân vân, thì rất là mừng. Sau kế hoạch 5 năm thì thống kê mới nhất tại Việt Nam, tức là từ tháng 7, tháng 5, thống kê mới nhất ở Việt Nam tháng 5 2024 thì chính thức từ cái con số là khoảng 96% thiếu hụt canxi thì dân số Việt Nam hiện tại chỉ còn lại khoảng 50%. Đó là con số rất đáng mừng chỉ sau 5 năm. Còn nó cải thiện gần như 50% dân số tại Việt Nam hàm lượng canxi đủ đầy. Thấy mừng không ạ? Nên các chị có thấy là thế hệ trẻ giờ là nó cao hơn trước đây không? Có thấy mấy đứa trẻ giờ nó cao hơn trước đây nhiều không? Đó là một trong những lý do. Hiển nhiên cao nó còn nhiều cái yếu tố, nó còn liên quan tới gì? Tới gen, nó còn liên quan tới sự vận động, nó còn liên quan tới giấc ngủ. Nhưng một trong những yếu tố quan trọng để hỗ trợ cho chiều cao đó chính là canxi. Nên đó là một sự đóng góp không hề nhỏ của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Dạ. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi câu tiếp theo, câu số 7. Vậy thì ăn gì có canxi? Ăn gì có canxi? Gọi là nguồn cung cấp. Nguồn cung cấp. Nguồn cung cấp tức là trong các loại thực phẩm. Thì trong các loại thực phẩm này nè, chúng ta sẽ thấy đó chính là nguồn canxi hữu cơ. Và theo khuyến nghị các anh chị đều nghe người ta nói là gì, hữu cơ nó tốt hơn vô cơ rồi đúng không? Đúng giờ đúng giờ. Nhưng các anh chị sẽ phát hiện ra một điều, để chiết xuất canxi hữu cơ thành một cái viên á, một là nó tốn kém, hai là gì, hàm lượng hữu cơ nó thấp. Sinh ra một cái viên canxi đủ lượng cho một người dùng, cái viên nó rất là to, cái chi phí nó rất là cao, mà cái sự chuyển hóa của nó khi chiết xuất ra nó lại không bằng canxi vô cơ. Nên phần lớn chúng ta sẽ thấy tất cả các viên canxi thị trường đều là vô cơ hết. Rồi, một trong những cái nghiên cứu đó là gì? Người ta sợ thừa canxi sinh sản đúng không? Thì thống kê hơn 90% thiếu hụt canxi là sinh sản. Chỉ có khoảng 10% rối loạn chuyển hóa canxi mới sinh sản. Nên những cái thông tin đó là y học này kia người ta nắm, nhưng mà truyền thông thì lại ít nhận biết, cho nên thường người ta sợ cái đó. Nên tất cả dù là những hãng dinh dưỡng hàng đầu thế giới bây giờ, nó cũng là canxi vô cơ. Bởi vì cái chi phí để lấy cái nguồn canxi đó đó, nó lại rất rẻ, mà cái hàm lượng lại rất cao, và sự chuyển hóa nó lại tốt. Và đưa công nghệ thêm vào, người ta sẽ kèm thêm vào magie để cái tăng quá trình chuyển hóa, mà từ đó có magie nó không sinh sản. Đó. Nên phần lớn là người ta sẽ dùng gì? Trong các gì? Khoáng chất từ mỏ đá nè, từ các loại xương của thực vật, của động vật nè, rồi các loại thực vật. Ví dụ như một trong những loại canxi có trong thực vật á, mà được gọi là vua của các loài cỏ, đó chính là cỏ linh lăng. Thì cái nguồn canxi đó hiện tại được đánh giá là ok. Cái cỏ nó cao, nó tầm khoảng gang tay vậy nè, cái chiều cao của cỏ linh lăng. Cỏ linh lăng nó cao khoảng 2,5 tấc trở lại thôi, nhưng mà cái rễ của cây cỏ linh lăng đó đó, nó tới 2-3 mét nè.
Cho nên cái nguồn canxi nó lấy từ trong lòng đất vào, cái hàm lượng nó rất là cao. Nên nước trong các canxi chiết xuất từ thực vật, thì nước chiết xuất được từ cái cỏ đó là một trong những hàng cao cấp. Đó. Hình dung ý này không ạ? Còn trong các loài trong xương con này con kia thì hiển nhiên mình biết xương là trong đó nó có hàm lượng canxi rồi. Nhưng mình ăn được bao nhiêu? Có nhai được cái xương đó không? Nhưng cái xương đó lại chuyển hóa ra thì là những cái xương đó nó lại dễ sạn hơn. Nó ngộ đời vậy đó. Vỏ tôm này kia thì nó không có canxi. Dạ. Nên hiện tại thường nếu người ta lấy nguồn canxi thường sẽ lấy từ các loại sò. Đó, nghêu, sò, ốc, những cái vỏ của nó đó, cái người ta chiết xuất ra. Rồi xương cá này kia, các loài rong biển. Nên là những cái nguồn đó nó có nhiều canxi. Dạ, cỏ, linh lăng, chứ không phải đinh lăng. Đinh lăng là một cây thuốc. Dạ, đinh lăng thì nó quý rồi. Từ lá cho tới thân cho tới rễ đều dùng được hết cái đinh lăng. Dạ. Còn cỏ là cỏ linh lăng. Rồi, nguồn cung cấp nó đơn giản nè. Nguồn cung cấp thì canxi nó có trong tất cả các loại thực vật. Trong tất cả thực vật đều có canxi. Nên ta thường chọn đó là gì? Rau quả tươi đều có canxi. Thì các anh chị mở ngoặc ra, thường những loại nào màu xanh càng đậm thì hàm lượng canxi càng cao. Cái màu xanh nó càng đậm á, là cái lượng canxi nó càng cao. Trong cải bó xôi, rau ngổ, rau đay, mồng tơi, bồ ngót, súp lơ, nó đều có canxi hết. Rồi trong các loại hải sản, trong các loại hải sản mở ngoặc ra, loài giáp xác thì nó sẽ nhiều canxi hơn. Loài giáp xác là những con mà thay vỏ được á, nó có vỏ. Tôm, cua, sò, ốc, đó là những loại đó, đó nó nhiều canxi hơn. Rồi trong các loại sữa, nên các chị thấy bây giờ là gần như sữa tươi cho em bé thôi nó cũng đã bổ sung canxi trong đó chưa? Dạ. Ăn chay có đủ canxi không? Không có nói được, bởi vì phải coi cái chế độ ăn của người đó mới biết. Nên có người ăn đủ, có người ăn thiếu. Không thể khẳng định được là ăn chay đủ hay thiếu canxi được, bởi vì cá thể mà. Cái cách ăn cũng khác, khẩu phần ăn cũng khác, thói quen ăn cũng khác, rồi nhận thức của ta cũng khác, nên không có khẳng định được là ăn chay thiếu hay không thiếu. Thường là ở Việt Nam thì ăn chay chưa đúng cách. Còn đồ chay mà ăn đúng cách nha, nó đắt hơn ăn mặn. Các anh chị có biết này không? Các anh chị có biết là ăn chay nó đắt hơn mặn không? Ăn đúng cách á, chứ không phải như mình tưởng là gì. Chứ không phải như hồi xưa người ta nói đâu. Ăn tương không phải là hiền, ăn tương cái đỡ tốn tiền thịt heo. Không phải đâu nghe. Việt Nam mình là ăn qua loa. Họ ăn chay không đúng cách, ăn qua loa thôi. Tức là họ thường làm gì? Họ ăn gì, rau luộc chấm chao, ăn tàu hũ, ăn cho qua ngày vậy thôi. Ăn rất là đơn sơ, đơn giản, ăn qua loa. Còn ăn chay đúng cách, trời ơi, nó tốn kém lắm. Và cầu kỳ lắm. Cái cách làm đồ chay này kia nó cầu kỳ hơn đồ mặn lắm, nếu mà chịu làm á. Giống như có một giai đoạn, đó là mẹ Vũ á, cái chuyển sang ăn chay. Sức khỏe đang kém mà chuyển sang ăn chay. Cái Vũ thấy vậy thôi, ăn mặn đi mẹ ơi, để sức khỏe nó ổn định lại, khỏe đi rồi hãy ăn chay. Nói không, ăn chay. Mà vậy được rồi, vậy để con gửi cái này về. Cái Vũ gửi cuốn sách nấu ăn chay á,
Hồi xưa Vũ làm bếp nhà hàng á. Đó. Đó, hồi xưa cũng Vũ cũng làm bếp cũng mấy tháng ở nhà hàng, cũng nửa năm vậy đó. Đó. Cho nên Vũ gửi cái quyển sách mà dạy nó ăn chay về cho mẹ. Cái mẹ coi, cái mẹ làm theo cuốn sách đó. Đó. Khoảng 3 ngày thôi, hơi dẹp luôn đi, ăn mặn lên cho nó khỏe. Tại vì tìm để làm được như những cái món mà trong cuốn sách Vũ ghi á, thì Vũ mua lại cho mẹ làm, nó cầu kỳ, nó phức tạp lắm. Hồi nhức đầu quá, thôi dẹp đi, ăn mặn cho nó khỏe. Rồi sau đó mẹ khỏe lại xong thì tới giờ mẹ vẫn duy trì cái ăn chay. À, nhưng mà không cầu kỳ, thì thấy gì thì mình phải làm gì, bù huyết vô. Đó chính là mình gửi cái dinh dưỡng bổ sung về để bù đắp vô cái sự thiếu hụt do cái cách ăn nó sơ sài. Nên mà mẹ khỏe là trong thời gian à, mà mình bổ sung lại. Rồi, số trường hợp như là uống sữa thì lại dễ bị đầy hơi đau bụng là một trong những nguyên nhân. À, đó chính là người đó có thể thiếu cái men tiêu hóa đường sữa, men lacta, mà trong đường sữa gọi là đường lacto. Thì một là có thể đổi là cái sữa không đường, coi sao trong sữa không có đường lacto, uống lại đổi cái sữa không đường, cứ uống có bị đau bụng đó không? Ừ. Hai là gì, giai đoạn này tạm ngưng sữa rồi hỗ trợ cái hệ thống tiêu hóa lại, tăng cường cái men vi sinh lên à, rồi trợ thêm thời gian khoảng tháng gì đó, cái uống lại cứ còn đau không? Ủa mẹ nhớ là cái học đồ chơi để sao mà giúp mẹ đẻ này được không? Hình dung ha. Dạ. Còn sữa bò với sữa hạt loại nào tốt hơn? Không khẳng định được. À, hiện tại nó vẫn có hai luồng tư tưởng. Giống như sữa bò. À, thậm chí sữa hạt cũng vậy. Nó vẫn có hai luồng ủng hộ và không ủng hộ. Nên không thể khẳng định cái nào tốt hơn cái nào. Với góc độ của dinh dưỡng học thì chị có thể dám nói một câu thôi, đó là các chị dùng gì cũng được, đủ chất thì lỗ. Dạ. Vậy thì chúng ta thấy chị Tuyết nhắn 7 tháng dùng viên 600mg. Người khỏe mạnh bình thường thì mỗi ngày đã cần 1000 tới 1200 rồi. Chị mang bầu là trong này có thêm người xài, mà có 600 thì chắc chắn là đã thiếu hụt rồi. Nên chị bị chuột rút này kia là bình thường. Rồi, hình dung được ha. Rồi, cái tiếp theo đó chính là thực phẩm bổ sung dạng viên, dạng lỏng, dạng bột. Đó, nó có 3 dạng cơ bản. Vậy thì người trưởng thành, chúng ta mỗi ngày cần cung cấp khoảng 1000 đến 1200mg canxi trên một ngày. Chúng ta tính 1000 cho nó dễ tính nha. Chúng ta lấy 1000 cho nó dễ tính. Vậy thì nếu 1000mg canxi trên ngày, vậy thì cần ăn khoảng bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ tính lại, người ta ước lượng nè, rau quả tươi nè, hải sản nè. Thì người ta ước lượng cứ 100g thực phẩm, các loại thịt, các loại hải sản, các loại rau, ước lượng là khoảng 100g thực phẩm đó, nó sẽ cung cấp khoảng 65mg canxi. Đồng nghĩa với việc mỗi ngày như vậy, ăn rau, thịt, cá hết luôn ngày khoảng 2kg, thì gần 2kg, thì nó tương đối đủ canxi. Từ cơm, thịt, cá, trứng, các loại thực phẩm cộng lại. Hình dung cái này không ạ? Vậy thì mình tính lại. Như vậy là với trẻ nhỏ là 200-400mg. Vậy thì mỗi ngày ăn rau, ăn cá, ăn thịt, ăn cơm này đó, nó dao động lại là tầm khoảng nhiêu? Khoảng 400g thực phẩm. À, hình dung ý này không ạ? Còn ăn vậy mà tăng cân là quan niệm chưa đúng về dinh dưỡng. Một người muốn cho thân hình chuẩn đẹp là ăn phải nhiều lên, ăn đúng chất.
Một người muốn giảm cân lại, muốn gọn đẹp là ăn phải nhiều lên, ăn đúng chất chứ không phải nhịn ăn. Cái quan niệm nhịn ăn để ốm là quan niệm chưa đúng trong dinh dưỡng học cũng như sức khỏe. Mà là phải ăn đúng. Ăn nhiều đó là khác, mà phải ăn đúng. Thì từ từ nó gọn lại. Tức là cái gì cần thì cơ thể nó tái cấu trúc. Cái gì mà dư thừa làm tăng trọng thì nó phải giảm thiểu lại. Đó là phải cân đối lại giữa các nhóm thực phẩm. Thì như vậy cái cơ thể nó mới cân đối. Bởi vì mình ăn không cân đối nên cơ thể nó mới không cân đối. Cái cần thì không có, cái không cần lại quá nhiều. Rồi sau đó cái mình nhịn ăn cái nữa thì cái không cần nó giảm lại nhưng cái cần lại mất luôn. Thì sức khỏe lại càng giảm. Đó, nên là phải chuẩn mực cái đó. Rồi, vậy thì chúng ta thấy nè, mỗi ngày làm hay không làm gì, chúng ta cũng mất đi khoảng 1.000 miligam canxi trên ngày. Nằm ngủ không, bây giờ lượng canxi hàng ngày nó cũng mất đi khoảng 1.000 miligam với người trưởng thành. Bởi vì các hoạt động của các cơ quan trong cơ thể nó cũng cần canxi. Tim bóp nó cũng cần canxi. Não vận hành, thần kinh vận hành nó cũng cần canxi. Đường ruột vận hành, phổi vận hành nó cũng cần canxi. Tất tần tật nó đều cần canxi. Cho nên canxi mỗi ngày chúng ta phải ăn uống cho đủ đầy. Ưu tiên hàng đầu là thực phẩm tốt. Ưu tiên thứ hai là bổ sung. Đó. Và với những ai có thói quen vận động thì lượng canxi nó còn mất nhanh hơn nữa. Hình dung cái này không ạ? Vậy thì một người khi có bất ổn về xương thì phần lớn bất ổn về xương, chúng ta sẽ thấy một trong những cái cực kỳ quan trọng là gì? Phần lớn những người bị xương, đặc biệt là thoái hóa, thì chúng ta đều thấy một trong những yếu tố quan trọng đã thất thoát, đó chính là canxi. Hình dung cái này không ạ? Nhịn ăn 7-21 ngày thì không, canxi đâu có mất hết gì đâu. Nó có chế độ, người ta có uống thêm cái gì đó, uống nước này kia vân vân. Rồi trong 21 ngày thì cũng có mất nhiêu đâu. Thì sau đó bổ sung lại, chứ đâu có nhịn ăn hoài được. Nên là các phương pháp giảm cân, các phương pháp này kia thì người ta chỉ dùng trong một giai đoạn chứ không áp dụng hoài được. Hồi nãy mình nói rồi đó. Hơn 90% thiếu canxi sinh sản. Thừa canxi sinh sản chỉ khoảng 10%. À, cái sự thật đó không phải ai cũng biết đâu nghe. Và phần lớn được truyền thông này là thừa canxi sinh sản không anh? Mà trong khi là gì? Dân số Việt Nam mình đó, trước đây 96% là thiếu hụt canxi. Sản đầy đó. Rồi giờ là còn là 50%. Dạ. Hình dung quý này không ta? Nên là chúng ta thiếu cái khái niệm nguồn á. Thiếu khái niệm nguồn. Cho nên mình đơn giản mình thấy nè. Lượng canxi mỗi ngày chúng ta đều cần để cho hoạt động của cơ thể và hoạt động chuyển hóa khác. Sinh sản chứ không phải sản. Sản thận á. Dạ, sản thận á chị Thu Phương. Sỏi thận á. Dạ, sỏi á, dạ. Rồi. Nên mình thấy canxi nó quan trọng chưa? Thấy canxi quan trọng chưa? Vậy thì với ai đó mà ăn cái chế độ hàng ngày thiếu hụt rau quả, thiếu hụt các thịt cá, ăn uống qua loa, thì đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới đau nhức xương, xương khớp sống. Nên cần bổ sung hàng ngày. Mình có khoảng 2-3 ký canxi thôi thì mỗi ngày mất đi 1 gram, một năm mất đi hơn 300 gram, vì bình quân cứ 3-4 năm mất 1 ký nếu không bổ sung. Nhưng mà hàng ngày mình có ăn vô đó. Cho nên là gì, nó cũng tương đối
thì nó phụ thuộc chế độ ăn của người ta đó. Nên cũng cùng độ tuổi, tại sao có người xương khớp ta khỏe mạnh 5, 6, 70 tuổi không có vấn đề, nhưng có người 30, 40 tuổi đã đau nhức xương khớp. Hình dung cái này không ta? Dạ. Cho nên là việc bổ sung dinh dưỡng hàng ngày, đặc biệt là canxi, nó rất cần thiết. Nên trong khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng là mỗi ngày có điều kiện nên bổ sung khoảng 1 cốc sữa đến 2 cốc sữa. 1 đến 2 cốc sữa. Nên còn ai đã mở rộng cái khái niệm nguồn ra thì người ta có thể thay sữa đó bằng gì? Bằng sữa hạt nè, là đa dạng các loại hạt. Thì trong đó nó vẫn có nguồn canxi. Còn ai đó đơn giản hơn chút, không có thời gian để làm sữa này kia, cô không thích uống sữa thì đổi thành canxi dạng viên. Nó được chiết xuất từ các loại thực vật hoặc từ các nguồn vô cơ. Nhưng mà nhớ, nó có đi kèm với magie để hồng sinh sản. Hình dung ý này không? Nên mở rộng cái khái niệm nguồn ra thì mới nắm được cái đó. Hình dung không ạ? Dạ. Đó là một ví dụ đơn giản về một loại dinh dưỡng trong cơ thể đây. Nhưng trong cơ thể mình có phải là chỉ có canxi không không? Không có. Mà còn rất nhiều cái. Cho nên cơ thể mình á, cái từ đất á, nó bao hàm rộng lớn là dinh dưỡng. Nó nhiều chất dinh dưỡng lắm. Mà tổng thể à, giống như trong cái bản hoạt động tuần hoàn hóa học á, các nguyên tố của trái đất này thì gần như trong cơ thể con người chúng ta nó đều có ở lượng nhất định. Rồi sau đó cái mình phân tích kỹ hơn vì thực sự nó cần những chất gì cho mình quay lại cuộc sống hàng ngày của mình nè. Mình quay lại cuộc sống hàng ngày của mình nè, vậy thì thường ngày mình đã ăn những gì rồi, cho mình coi lại coi mình gì là mình ăn gì là đủ hay thiếu. Sau đó mình lấy cái tháp dinh dưỡng ra, cái mình so lại về ăn sao cân đối. À, thì các anh chị thiếu khái niệm nguồn đó, cho nên là Vũ sẽ đi từ cái bữa ăn của chính các anh chị cho đơn giản hơn. Còn ai có khái niệm nguồn đó rồi thì lấy cái tháp dinh dưỡng trực tiếp luôn là nhanh nhất. Còn chưa có khái niệm nguồn thì các anh chị cứ đơn giản nè. Các anh chị cứ lấy cái mâm cơm mình ăn hàng ngày là xong. Coi nè ha, cái mình dọn ra. Cái mâm cơm của mình nè, cái bữa ăn của mình nè. Đây. Các anh chị cứ nhớ lại ta. Bữa ăn nè. Thì nó có bao nhiêu chất nè, cái mình coi lại nè. Mâm cơm của mình nè, của nhà mình ăn mình coi lại nè. Hoặc là mình ăn tiệm á thì mình kêu gì. Cái rà soát thôi là mình biết là mình ăn nhiêu chất mỗi ngày, vậy là đủ chưa? Cái có thì cần bổ sung điểm gì không? Nó đơn giản lắm, mỗi người có một bữa ăn riêng mà. Không ai giống ai đó, nhưng mà có điểm chung là cái số lượng chất giống nhau, nó chỉ khác nhau về hàm lượng ra. Hình dung không? Hình dung không? Rồi, cái thứ nhất, trong bữa ăn dọn ra thì đơn giản để chúng ta thấy nè. Dọn ra đầu tiên, món thứ nhất à, bữa ăn thì dọn ra đầu tiên là mình có cơm mà nè. Đó là có, đầu tiên là phải có rồi nè, là có cơm. Ngày nào không ăn cơm thì mình ăn gì? Không ăn cơm thì ăn gì? Bún. Dạ. Ngày nào không có cơm thì mình thay bằng bún, cháo, mì, phở, hủ tiếu, à, khoai lang, à, giống như thời thế hệ trước. Ồ, có khoai lang ăn là mừng. Nên cái giai thoại mà người ta nói là khoái ăn sang là sáng ăn khoai là có thiệt đó. Ăn khoai là sang thiệt á. Rồi nhé. Những nạn đó năm 86 cái chị biết không có đồ ăn mà. Vỏ cây là còn cạp hết nữa. Nên có ăn củ khoai là gần như thực sự là sang. Như đâu có giỡn đâu. Dạ. Vậy thì cơm, bún, cháo, mì, phở trong ngành dinh dưỡng học á, cái này người ta gọi nó là classic. Đó.
trong ngành dinh dưỡng người ta gọi là glucid, gọi cho đơn giản hơn để dễ nhớ thì ta gọi là bột đường hay là tinh bột. Tên khoa học là carbohydrate. À, carbohydrate nó có đường phức, đường đơn, cái đó từ từ tính sao. Các chị chỉ cần nhớ đó là tinh bột. Thì những cái chất này mình ăn vô cơ thể của mình, cái nó sẽ chuyển hóa thành cái cơ thể mình cần. Và cái mình cần trong cơ thể của mình sau khi ăn đồ ngọt vô, những loại này vào, thì nó sẽ chuyển hóa thành đường đơn để hấp thu vào cơ thể. Nó gọi là glucose. Đó là chất đầu tiên chúng ta cần. Ăn cơm, ăn bún, ăn cháo, ăn mì, ăn phở để lấy cái glucose. Nó chuyển hóa thành cái chất này mình mới hấp thu. Mình hấp thu chất này nè. Rồi những cái chất còn lại sau khi nó lọc nó lấy cái glucose rồi, cái còn lại nó đào thải. Hình dung ý này không? Hình dung ý này không ta? Tới ruột non là cái miếng cơm nó thành này nè. Thì vô máu là glucose, cái còn lại nó qua đại tràng nó lọc. Đó. Nên thứ nhất một chất. Nhớ à, nhớ số màu xanh ha, để chút xíu mình cộng lại. Một chất là glucose. Rồi. Dọn bữa ăn ra, một là cơm. Món thứ hai đó là món mặn. Thì trong món mặn đó là thịt kho, cá chiên, vân vân. Thì trong cái món mặn này đó chính là thịt, là cá, là trứng, là thịt, là cá, là trứng. Ai ăn chay thì ăn đậu hũ. Chiết xuất từ đậu nành đó. Rồi. Như vậy. Trong ngành dinh dưỡng học á, thì thịt, cá, trứng, đậu hũ, mấy cái này người ta gọi nó là protein. Trong ngành dinh dưỡng học á, người ta gọi là protein, hay còn gọi là protein. Mình gọi dân dã cho đơn giản đó là chất đạm. Đó là chất đạm. Thì chất đạm là trong đó nó có cái nguyên tố, nó có cái phần tử nitơ N, có nguyên tố oxy trong đó là chủ đạo. Và cái yếu tố cơ bản của đó là amino acid, hay còn gọi là acid amin. Thì chúng ta sẽ hình dung nè, như thế này. Nó vi diệu gì nè. À, đây là gà, cá, bò, heo, vân vân. Gà, cá, bò, heo, vân vân. Các yếu tố này gọi chung là đạm. Đó là đạm động vật, còn gọi là đạm hoàn chỉnh. Thì tất cả cái này cái ăn vô cơ thể thông qua quá trình tiêu hóa và chuyển hóa, nó cắt nhỏ, 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 nhỏ. Cái nó chuyển hóa thành một phần của cơ thể người. Quá trình này người ta còn gọi là quá trình phân tổng hợp protein. Người ta còn gọi là quá trình phân tổng hợp protein.
À, và các anh chị có thấy á, đó là thịt gà nó khác thịt cá không? Thịt heo, thịt bò, bốn loại này nó đều gọi chung là đạm, nhưng mà cái nó khác nhau. Khác nhau không? Thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt cá khác nhau hết không? Dù nó đều là đạm hết đó, nhưng mà khác nhau không? Nó khác nhau về cấu trúc. Nên ăn thịt bò nó dai hơn, ăn thịt kia nó bở hơn, ăn thịt nọ nó ngon hơn, mà thịt kia nó sao sao sao, là bởi vì nó khác nhau về mặt cấu trúc, dù nó có thành phần chung. À, nhưng mà nó ráp cái thành phần chung đó lại theo cấu trúc khác nhau. À, nó gọi là đạm. Thì cái thành phần chung, nền tảng cơ bản để tạo nên cái thịt cá, gà, bò, heo khác nhau đó, người ta gọi là amino acid, hay còn gọi là acid amin. Đó, nên yếu tố cơ bản nè của các loại thịt đó, dù là thịt gì, kể cả thịt người đó, thì nó gọi là acid amin. Acid amin hay còn gọi là amino acid, à, dùng từ nào cũng được. Vậy thì nó sẽ đưa một cái đạm chỉnh thể nè, nó về yếu tố cơ bản, sau nó sẽ tổng hợp lại để tương thích với cơ thể người. Đó là lý do ăn cá không một đuôi, à, ăn cá không một đuôi, ăn gà không một cánh, ăn bò không một sừng. Có một số trường hợp đặc biệt là không ăn bò cũng một sừng. Chuyện đó nó khác. À, nó không nằm trong góc độ dinh dưỡng, nó nằm trong góc độ mối quan hệ xã hội. Hả? À, dạ. Nên phải phân biệt nha, đừng nói một sừng tưởng ổng ăn thịt bò, nó không, ổng không ăn thịt bò, nhưng ổng một sừng, nó khác. Có bà vợ bà ghen lắm, à, nhưng cuối cùng bà lại ngoại tình, cái ông chồng ổng phát hiện, ổng quá tức nhưng mà ổng lại thương vợ với lại sợ vợ, cãi ông nổi, xong cuộc cãi vã chịu không được, cái ông lên lầu, cái ông lên lầu xong khoảng chừng 10 phút sau, cây con xuống, thầy biết con phải con ruột của ông, cái ông tức quá, cái ông tính nhảy lầu tự tử, đứa con trai xuống nói mẹ ơi, ba tính nhảy lầu tự tử, cho ba cười và nói mày lên mà nói với ông á, là ông một sừng chứ không phải một cánh nghe mà đòi nhảy, thầy nói nghe con câu sao ông nghĩ nhảy lầu, tại ông biết ông một sừng chứ không một cánh nên nhảy không có an toàn, nghĩ. Đó. Vậy thì chỗ này chúng ta quay lại yếu tố cơ bản nền tảng, đó là acid amin. À, thì trong gà, cá, bò, heo nó cũng có acid amin, nhưng cái sự phối trộn của acid amin của con gà nó sẽ khác với của con cá, nó khác của con bò, nó có khác với của con heo, nên nó gọi là quá trình sinh tổng hợp protein. Hình dung cái này không? Thì từ đây khi nó phân từ một cái thành phần đạm lớn nè, nó về yếu tố cơ bản, sau đó nó mới ráp lại. Và cơ thể của con người khi phân tích ra, thì khi tách hết những cái này ra, nó sẽ giữ lại tương thích với cơ thể người là 20 acid amin. Là 20 acid amin. Và 20 acid amin này, nó sẽ gắn kết lại ở những vị trí khác nhau trên cơ thể của con người, là thành phần khác nhau, hàm lượng khác nhau, số lượng khác nhau. Đó là lý do chúng ta sẽ thấy đạm ở tóc nó sẽ khác với đạm ở trán. Đạm ở trán nó sẽ khác với đạm ở má. Đạm ở má nó khác với ở ngực, ở mông, ở từng cơ quan là cái lượng đạm nó cấu trúc nó khác nhau. Bởi do acid amin phối trộn lại khác nhau về số lượng, thành phần, hàm lượng. Còn y học người ta gọi đó là cái số lượng chuỗi khác nhau. Amino acid hay acid amin nó cộng lại, nó sẽ chuyển thành một, theo cái thuật ngữ chuyên ngành, thì nó chuyển thành một cái chuỗi peptide. Cái chuỗi peptide nó mới gắn kết lại, nó ra thịt ở bắp tay, nó ra thịt ở ngực, nó ra chỗ này chỗ kia, nó khác nhau hết. Hình dung cái này không? Và nó ráp lại như vậy, tổng thể từ 20 loại này nè, nó chuyển thành đạm của con người. Nó chuyển thành đạm của con người á, thì
nó sẽ hình thành nên khoảng hơn 100.000 loại đạm khác nhau. Đạm của cơ thể người á là khoảng hơn 100.000 loại. Còn tính luôn muôn loài, tính luôn các loài khác thì tổng cộng nó khoảng hơn 500.000 loại đạm. Tới đây hình dung được không? À, nhưng hơn 100.000 loại đạm này nè thì nó cũng từ nền tảng 20 axit amin mà sanh ra. Trong 20 axit amin này nó lại phân hóa làm hai. Làm hai. Phân hóa thứ nhất đó là 11 loại không thiết yếu. Nhớ không thiết yếu chứ không phải là không quan trọng. Rất là quan trọng đối với sức khỏe của con người. Nhưng gọi nó là không thiết yếu là tại vì nếu nó thiếu thì nó có thể được thay thế. Cơ thể có thể tổng hợp thay thế được đó. Nên nó gọi là không thiết yếu chứ nó không phải là không quan trọng. Hình dung không? Đó. Ví dụ đơn giản. Lớp học này, Vũ là không thiết yếu. Bởi vì không có ông Vũ, sẽ có ông Phước, sẽ có ông khác vô ông nói. Nhưng mà Vũ quan trọng không? Quan trọng, nhưng mà không thiết yếu. Bởi vì không có Vũ, thì tổ chức sẽ có người thay thế để có thể hoàn thành cái lớp học này. Hình dung không? Đó. Rồi. Và cái trọng điểm đó chính là 9 loại thiết yếu. Thì 9 loại thiết yếu này cơ thể không thể tổng hợp được mà phải đưa từ bên ngoài vào. Và nó không có dự trữ trong cơ thể. Nó thiếu là nó thiếu. Ví dụ trong lớp học này Vũ quan trọng nhưng mà không thiết yếu. Nhưng khi Vũ lấy vợ muốn có con và nó là con mình thì mình là thiết yếu, không thể thay thế. Hiểu cái này không? Kịp cái này không? À, nếu hai vợ chồng muốn có con và con ruột của mình thì mình là thiết yếu không thay thế được. Đó. Vậy thì cái chúng ta cần của các loại thịt, của các loại cá, của các loại trứng, à, của các loại đậu, của các loại hạt, khi mình ăn vào trong cơ thể là mình cần 9 axit amin thiết yếu này. Bởi vì 9 axit amin này nè, nó có một cái quan trọng nha. Đó là gì? Nó quan trọng như thế nào? Đây là cái quan trọng của nó nè. À, cho phép Vũ lấy một cái ví dụ. Dạ, 10 phút nữa thôi. À. Dạ, 10 phút nữa em xuống. Dạ, tới giờ thể thao. Dạ. À. À, cho phép Vũ lấy tên một ai đó để có thể làm ví dụ nha. Dạ. Dạ hai thầy. Tên con hả? Tên con tên gì? Vũ Gia Khang. Gia Hân hả? Gia Khang. À, Gia Khang. Rồi, cảm ơn con. Rồi, thầy lấy tên con làm ví dụ nha. Rồi. Đây, Gia Khang. Cảm ơn con. Cảm ơn chị Đào Nguyễn. Chị hỏi gì hả chị? Hay là phối hợp với em cái tên Đào? Tên lấy tên Đào đúng không? Dạ. Đầu tiên là em hợp, nhưng mà tiện nhân duyên thầy hỏi em thì em cũng muốn xin hỏi thầy một nghi vấn. Có liên quan nội dung đang nói không? Cũng hơi liên quan. Dạ, nói đi chị. Thầy cho em hỏi là ăn gì để cho bắp tay săn lại hả thầy? À, thì ăn đạm mới nói xong. Dạ, nhưng phải tập luyện nữa thì nó nhanh hơn. Dạ vâng. Dạ dạ. Tại vì cơ bắp tay là đạm mà. Thịt là đạm đúng không? Dạ. Em
không bị mỡ ở vùng nào, chỉ đúng mỡ ở bắp tay thôi. À dạ. À, vậy là phải luyện tập thêm, nếu đã có tích trữ mỡ là phải có luyện tập. Dạ, biết dạ. Thầy ạ. Dạ, ngoài bổ sung là phải có tập. Rồi, quay lại. Chúng ta sẽ lấy tên của cháu Khang để ví dụ nha. Để các anh chị thấy cái việc quan trọng của axit amin thiết yếu nè. Rồi. Cái từ Khang có phải để có cái chữ Khang là nó phải có các chữ cái K, H, A, N, G không? Và chữ cái này có phải nằm trong bảng chữ cái không? Dạ, vậy thì đơn giản vậy nè. Để hình thành nên chữ Khang, trong một cái rổ chữ cái chúng ta chọn ra để ráp cái tên Khang, thì để có tên Khang bắt buộc phải có chữ K, H, A và N, G, chữ G. Vậy thì năm chữ cái này là thiết yếu để có tên Khang, những chữ còn lại là không thiết yếu. Hiểu ý này không ta? Dạ hiểu. Rồi, đó là ý thứ nhất, đó là thiết yếu là bắt buộc phải có, còn không thiết yếu có hay không có cũng không ảnh hưởng. Được chưa? Bởi vì thiếu thì có thể thay được, còn cái này thiếu thì không thay được. Bởi vì thiếu chữ H thì mãi mãi không có tên Khang, mà có tên Can thôi, đúng không? Là ý thứ nhất. Ý thứ hai là khi mình lựa ra trong cái rổ, trong cái bảng chữ cái đó, chúng ta lựa được 10 chữ K, lựa được 30 chữ H, lựa được 1 chữ A, lựa được 100 chữ N và 70 chữ G. Thì đố các anh chị ráp được bao nhiêu tên Khang? Thưa thầy là 1 tên Khang. À, chỉ ráp được đúng có 1 tên Khang thôi, bởi vì chỉ có 1 chữ A. Vậy thì nếu chúng ta dung nạp axit amin thiết yếu vào trong cơ thể của mình theo tỷ lệ này thì chỉ ráp được 1 tên Khang, cơ thể nó sẽ bỏ đi 9 chữ K, nó bỏ đi 29 chữ H, nó bỏ đi 99 chữ N và nó bỏ luôn 69 chữ G, chỉ giữ lại mỗi thứ một cái để thành tên Khang thôi. Nên ý thứ hai của axit amin thiết yếu là mình ăn nhiều cái đồng loạt vào trong cơ thể nhưng nó chỉ hấp thu theo loại thấp nhất. Hiểu ý này không ta? Đó là tầm quan trọng của axit amin thiết yếu trong cơ thể. Rồi, cái thứ ba. Cái thứ ba, để ráp được tên Khang thì bắt buộc nó phải ráp theo thứ tự. Vị trí thứ nhất là K, vị trí thứ hai là H, vị trí thứ ba là A, vị trí thứ tư là N, thứ năm là G, nó mới ra được tên Khang. Nhưng nếu vì một lý do gì đó cơ thể nó lấy đủ hết cái đó, nó có năm cái yếu tố này rồi, nhưng mà khổ nổi cái chữ K này nó lại ráp ở vị trí số 5 thì cũng không có tên Khang, mà nó có tên là Hang K. Hiểu cái này không ta? Vậy thì thời điểm đó đủ axit amin thiết yếu nhưng không có tên Khang thì lúc này đó chính là sai sót của tế bào. Nó sẽ hình thành nên bệnh tật của tế bào. Chúng ta lấy ví dụ. Ví dụ thôi nha, còn thực tiễn nghiên cứu nó khác nha. Ví dụ nè. Ví dụ axit amin 1 3 5 7 9 8. Ví dụ axit amin thiết yếu từ 1 tới 9 nhưng nó lấy 6 cái này theo trình tự này 1 3 5 7 9 8 thì nó ra tế bào mắt. Nhưng mà quá trình ăn uống của người đó ăn vào cơ thể nó lại thiếu hụt đi cái số 7. Một ngày không nói gì, nhưng nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, có phải cái chuỗi này nó thiếu hụt đi cái chỗ này không? Hiểu cái này không ta? Vì thiếu hụt đi chỗ này thì lâu dần chính thức ăn uống theo kiểu đó, con mắt nó sẽ sinh ra vấn đề dẫn tới bệnh tật. À, tới đây hình dung được chưa? À, nhưng nếu thứ tự 2, 4, 7, 9, 8, 1 nó là hình thành nên tế bào gan.
mà quá trình ăn của người đó ăn vào, khẩu quan ăn sao đó không biết, thích ăn cái món đó thôi, không thích ăn mấy khác, cái ăn vào cái cuối cùng cái đó thiếu số 8. Thì qua nhiều tháng nhiều năm, lá gan nó phát sinh được bệnh tật. Đó là lý do mà chúng ta sẽ thấy có bệnh vùng miền. Ở một cái vùng nào đó nó sẽ có bệnh đặc trưng của vùng đó. Tại vì nguyên cái vùng đó người ta ăn cái thói quen ăn giống nhau, nên nó khiếm khuyết cái gì đó tương đồng và bệnh tật giống nhau. Trong một gia đình, đặc biệt là tiểu đường tiếp 2, là tiểu đường do ăn uống, do sinh hoạt. Thì do trong một mâm cơm ăn giống nhau, cái người thế hệ trước bị tiểu đường, cái mâm cơm nó không thay đổi, ăn tiếp thế hệ sau, thì trong đó nó có một acid amin thiết yếu nào đó, nó liên quan tới tuyến tụy và chức năng sản xuất insulin chẳng hạn. Thì cái mâm cơm đó dẫn tới ai ăn chung theo 5 tháng đều bị tiểu đường tiếp 2 hết. Nhưng mà có người lớn lên, cái tự nhiên đi học đại học, cái đi ra khỏi nhà, cái ăn mâm cơm khác đi, cái tự nhiên hết tiểu đường tiếp 2 nhưng lại bị bệnh khác. Đơn giản hơn cái trường hợp nó dễ thấy nhất, đó là hai người xa lạ, tự nhiên không quen biết gì hết, cái tự nhiên quen nhau, yêu nhau rồi cưới nhau, cưới nhau thời gian tự nhiên hai vợ chồng nhìn cái mặt hao hao giống nhau, người ta gọi là tướng phu thê. Có nghe cái đó không? Không phải ngủ chung mà giống nè. Mà tại vì khi cưới về xong ăn chung một mâm cơm, và trong đó nó có khả năng khiếm khuyết một acid amin thiết yếu nào đó, mà làm cho hai vợ chồng khiếm khuyết giống nhau nên thấy nó giống nhau. Hiểu ý này không? Vợ em là thấy rõ nhất. Lấy em về, hai vợ chồng em cưới về ở chung với nhau, em đầu bếp chính trong nhà, em nấu ăn khoảng 5-6 năm cho vợ em. Chứ còn em cái sau thời gian cái mắc cười lắm, vợ em nói: "Ông Vũ, ông Vũ, sao hồi xưa tôi không có mớm mà tự nhiên về ở ông sao giờ ai cũng nói tôi mớm hết trơn là sao vậy?" Hình dung cái này em à. Là do ăn trong cái mâm cơm nó có một cái acid amin nào đó nó khiếm khuyết, nên làm cho cái cơ thể của vợ chồng có cái khiếm khuyết tương đồng mà thấy giống nhau cái chỗ đó. Hiểu cái này không ta? Đó là một dạng. Còn nếu mớm bẩm sinh, sinh ra đã mớm, thì một là di truyền, hai là cái quá trình nó hình thành lên khung xương đó, nó có sự khiếm khuyết nên có thể dẫn tới mớm hoặc hô. Nên một trong những cái dân gian này, liên quan tới dinh dưỡng này, này nó cũng vừa vui nhưng cũng vừa đúng với dinh dưỡng học. Các chị có thấy là ai cũng có nhân trung không? Nhân trung nè, chỗ này nè, nhân trung này nè, dưới mũi á, hình dung không? Dưới chóp mũi nó có như này nè, có nhân trung nè. Và dân gian cả nhà đều nghe người ta nói là cái nhân trung này càng sâu là càng hên không, càng may mắn không? Có nghe không? Có biết lý do tại sao ai cũng có nhân trung không? Tay ta gì cũng có chứ. Nó đơn giản lắm. Nó đơn giản là tại vì nè, cái quá trình hình thành nên cái cơ thể con người và cái gương mặt á, thì cái nhân trung đó là cái điểm cuối cùng để nó tiếp giáp cái cơ thể và gương mặt lại. Các anh chị nhớ cái quá trình làm bánh bao hay há cảo không? Cái bột cái mình cà ra, cái mình để cục nhân vô giữa, cái ốp bánh bao lại, thì cái chỗ cuối cùng tiếp giáp nó nhô lên. Hình dung cái này không? Thì gương mặt của mình á và cơ thể mình á, nó hình thành trong cái chỗ giáp lại cuối cùng cái hệ da ráp lại, thì đó là nhân trung. Nên ai cũng có chỗ này hổm vô. Hiểu cái này không? Đó là về cấu trúc giải phẫu. Còn người ta nói nó sâu mà nó hên á, là tại vì sao? Nó sâu mà chưa sức môi nên hên. Nó càng sâu là do cái gì? Một phần là như chị không nói nha, nhưng mà do cái nguyên liệu nó không đủ, nó thiếu thiếu nên nó sâu hấm vô. Thì người ta nói vui là hên cái là nó thiếu, nhưng mà tại vì nó chưa sức môi. Có người không thấy nhân trung mà rờ vô lại thấy. Là do nguyên liệu đủ đầy, sau đó người ta ăn uống này kia, quá trình mập lên, sau đó cái này nó phình lên, đôn lên cái chỗ này, mình nhìn mắt thường thấy nhưng rờ thấy. Dạ, hình dung đâu, thấy acid amin nó quan trọng chưa? Cái này không thay thế, không dự trữ, thiếu là thiếu mà dư là bỏ. Rồi, nên quay lại mâm cơm.
Thì trong cái nguồn đạm này chúng ta cần 9 axit amin thiết yếu. À, mới cái dọn cơm ra thôi, dọn ăn thôi là thấy 10 chất rồi đó. Cái này axit amin. À, và cái này chúng ta cần 9. À, 10 chất rồi đó. Thấy chưa? Thấy ngàn đơn giản là 10 chất dinh dưỡng rồi đó. À. Dạ. Ai ăn mặn á thì phần lớn đều đủ axit amin thiết yếu. Ai ăn mặn á thì phần lớn đều đủ axit amin thiết yếu. Tại vì trong tất cả các loại thịt đều đủ axit amin thiết yếu. Còn ăn chay á, muốn đủ là phải đa dạng các loại hạt. Bởi vì trong cùng một loại thực vật thì nó không đủ đầy 9 axit amin thiết yếu. Cho nên ăn chay mà muốn đủ thì phải ăn đa dạng. Dạ. Hồi xưa học rồi mà giờ học lại thấy hay hả? Dạ. Phải chi hồi xưa được học vậy nha. Phải chi hồi xưa học sinh học mà có ông thầy mớm mớm vui vui vậy chứ học đã lắm mà. Giờ đó ngủ gục không phải không? Thì thôi giờ mình dịch chuyển cái nhận thức đó cho con đi, thì con nó sẽ học tốt thôi. Dạ, tạo nguồn cảm hứng cho con học tập. Dạ, hay hơn ha. Dạ, cảm ơn cả nhà Ngôn Thí. Rồi, ăn còn gì nữa thì ngày mai mình tính tiếp ha. Ngày mai mình sẽ nói hết cái mâm cơm mình ăn, rồi tự cái anh chị rà soát lại con mình ăn thì đủ chưa. Con chào thầy. À, cảm ơn con, cảm ơn Gia Khang đã phối hợp với thầy nha. Dạ. Cảm ơn con, chúc con khỏe học giỏi. Con biết ơn thầy. Dạ. Rồi cuối khóa đi rồi các anh chị liên hệ nhân mạch của mình ha. Còn ai muốn hỏi riêng gì đó thì thường là cuối khóa Vũ mới cho số điện thoại. Mà thường nhắn tin chứ cũng không có đọc. Tại đọc xong cái nghe ghi âm biết á. Nên thôi nhắn tin cho nó khỏe. Cách người biết tốt. Nấu 2K, dở cơm ra nấu 2K. Rồi, biết ơn cả nhà, hẹn gặp cả nhà lên ngày mai. Biết ơn thầy, chào cả nhà.